Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ. Tập 77. Chương 761. Tứ Ma Sứ. Thật không nghĩ tới Thánh Anh Đạo Hữu có thể tập hợp đủ ngũ thần lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lại thêm ngàn vạn huyết hồn và ma huyết si vưu đại nhân. Nói không chừng thật sự có thể luyện thành linh tê thần kiếm đó. Nếu kiếm này luyện thành thì đạo hữu đã lập đại công rồi. Một lão giả áo đen cười khặc khặc, nói. Người này dáng người nhỏ gầy, tóc hoa râm, khuôn mặt xấu xí, nhìn dáng vẻ đã tuổi già sức yếu. Duy chỉ có một đôi mắt lại là 10 phần sắc bén sáng tỏ. Trước ngực lão treo một chuỗi hạt màu đen dị thường quỷ dị do xương cốt tạo thành, nhìn tà dị không gì sánh được. Sau lưng lão già áo đen có 3 người ngồi. Một người là nam tử trung niên cao gầy, hai mắt hãm sâu, ánh mắt ửng hồng, giống như ác quỷ chuyên thôn phệ người ta. Một người khác là đại hán khôi ngô, râu quai nón, toàn thân trên dưới có một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, giống như một đầu cự thú đang ẩn núp. Người cuối cùng là một thiếu phụ váy đen, dáng người thướt tha thon dài, mi dài chấm tóc, trên mặt mang sát khí, bên hông cài một lưỡi búa màu vàng. Đối diện lão già áo đen có 5 người ngồi, cầm đầu là một hài đồng chừng 7-8 tuổi, mặt như thoa phấn, môi đỏ như son, mặc chiến bào xích hồng cẩm tú. Trên cổ và cả cổ tay, cổ chân đều mang kim cô, nhìn thập phần đáng yêu, nhưng trên mặt lại có 3 phần lệ khí khiến người ta không dám khinh thường. 4 người sau lưng hài đồng áo đỏ đều toàn thân trùm chiến giáp, không nhìn thấy thân hình dung mạo. Nhưng 4 bộ khôi giáp này phân biệt ra 4 màu kim, vàng, lục, lam, hiển nhiên chính là tứ tướng dưới trướng Hồng Hải Nhi mà Kim Lễ đã nói qua. Trên người mọi người tại đây đều sáng lên các loại quang mang, khí tức khác lạ. Trong mọi người, lão già áo đen có ma khí dày đặc nhất mà lại phi thường tinh thuần, cơ hồ không có chút khí tức hỗn tạp nào. 3 người sau lưng lão già giống như Hồng Hải Nhi, đều là yêu khí, mà khí hỗn hợp. Về phần tứ tướng sau lưng Hồng Hải Nhi lại là thuần túy yêu tộc, chưa bị ma khí xâm nhiễm. Hách Tha Ma Sứ quá khen, đều là may mắn mà thôi. Linh tê thần kiếm này có thể luyện thành hay không, còn nhờ mấy vị tương trợ. Hồng Hải Nhi cười nói, đó là đương nhiên, bất quá địa hỏa này uy lực tựa hồ không đủ. Tên thành viên hỏa mị vương tộc chạy trốn kia đã trở về chưa? Lão già mặc hắc bảo nói ra. Hồng Hải Nhi nghe, liền lật tay lấy ra một khối hạt châu màu xanh, đang muốn bấm niệm pháp quyết để thôi động, chợt có tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến. Vào đi. Hồng Hải Nhi thu hồi hạt châu, mở miệng nói. Cửa lớn thạch thất bị đẩy ra, Kim Lễ tay nâng ngọc bàn đi đến. Thánh Anh Đại Vương, 4 vị ma sứ đại nhân, tiểu nhân đến đưa Thiên Long Thủy. Hắn đứng ngoài pháp trận, thanh âm cung kính truyền vào. Trong gian thạch thất này nhiệt độ càng thêm khốc liệt không chịu nổi. Kim Lễ mặc dù trên thân bố trí 2 tầng phòng hộ, vẫn toàn thân nhói nhói không chịu nổi. Nghe lời Kim Lễ nói, tứ tướng sau lưng Hồng Hải Nhi cùng 3 người phía sau lão giả áo đen trên mặt đều hiện nét vui mừng. Bọn hắn tu vi kém xa Hồng Hải Nhi cùng lão giả áo đen, mặc dù mỗi người riêng phần mình đều mang theo tích hỏa chi vật, vẫn cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Ngày hôm qua Thiên Long Thủy cũng đã dùng hết, thực sự đang chờ phần hôm nay. Nhanh đưa tới, đại hán khôi ngô sau lưng lão già áo đen vội vàng nói. Kim Lễ đáp ứng một tiếng, đưa tay vung lên, trên ngọc bàn 16 bình Thiên Long Thủy bắn ra, phân biệt rơi vào trước người bọn 8 người Thánh Anh Đại Vương, mỗi người 2 bình. Đại hán khôi ngô nắm lên một bình, đang muốn uống một ngụm, chờ một chút. Lão già áo đen đột nhiên lên tiếng, đưa tay đẻ cánh tay đại hán khôi ngô lại. Hách huynh, thế nào? Hồng Hải Nhi kỳ quái hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía lão già mặc áo đen, cả bọn đối với lão già rất tín nhiệm, đều không uống Thiên Long Thủy trong tay. Người trước kia đến đưa Thiên Long Thủy không phải là ngươi, Hùng yêu kia đâu. Lão già áo đen không để ý đến những người khác, hai mắt như mắt chim ưng trợn con người nhìn chằm chằm Kim Lễ. Lạnh lùng hỏi, Hách Ma Sứ Minh Giám, tại hạ Kim Lễ, hôm nay thay thế người hầu hôm trước đưa Thiên Long Thủy xuống cho đại vương cùng mấy vị ma sứ.
Kim Lễ gỡ mũ xuống, hướng phía mấy người thi lễ một cái. Kim Lễ, sao ngươi xuống đây? Hồng Hải Nhi nhìn thấy Kim Lễ, hơi nhướng mày nói. Khởi bẩm đại vương, thuộc hạ bởi vì có chuyện muốn tìm ngài báo cáo, là chuyện liên quan tới kẻ đào tẩu thuộc Hỏa Mị tộc kia, nên mới thay thế Hùng Yêu đưa xuống. Kim Lễ nói gấp, à, tìm thấy Hỏa Tam kia rồi. Hồng Hải Nhi sắc mặt vui mừng. Thuộc hạ đáng chết, tao phái Hắc Vũ cùng Hắc Sơn hai huynh đệ đuổi theo, lúc đầu đã nhanh chóng sắp bắt được, nhưng lại có một người thần bí đột nhiên xuất hiện, đem Hỏa Tam cứu đi. Kim Lễ cúi đầu nói ra, có tra ra được đó là người nào không? Hồng Hải Nhi trong mắt lóe lên tia giận dữ, nhưng còn có bọn lão giả áo đen ở đây, không tiện phát tác, trầm giọng hỏi. Không có, đối phương tu vi quá cao, cứu được Hỏa Tam liền chạy trốn, bất quá bọn Hắc Vũ đã tìm được một chút vết tích đối phương, đang lập tức truy theo. Kim Lễ vội vàng nói, tốt, mau chóng điều tra rõ đối phương là người phương nào, nhất định phải đem Hỏa Tam bắt trở lại, binh lực Huyền Không Động tùy các ngươi điều động. Hồng Hải Nhi sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, phân phó nói. Vâng, đa tạ đại vương. Kim Lễ trên mặt vui mừng, bái tạ nói. Hồng Hải Nhi không để ý tới Kim Lễ, quay đầu hướng lão giả mặc hắc bảo nói. Hách huynh, người này là Huyền Không Động thống lĩnh, cũng không phải là người khả nghi. Lão giả mặc hắc bảo thần sắc hơi hòa hoãn một chút, cầm lấy một bình Thiên Long Thủy quan sát tỉ mỉ, trong mắt vẫn tràn ngập cảnh giác. Ma sứ đại nhân, ngài có ý gì? Nghi ngờ ta hạ độc trong Thiên Long Thủy sao? Dịch này là ta tự tay phối chế, nếu như ngài cảm thấy có độc tao uống trước một ngụm, tự hạ độc mình chết trước. Kim Lễ nhìn thấy cử động của lão già áo đen, trên mặt hồng lên sắc giận, nói ra. Kim Lễ, không được vô lễ với Hách đạo hữu. Hồng Hải Nhi trầm giọng quát. Vâng. Kim Lễ đáp ứng một tiếng, nhưng trên mặt vẻ giận dữ không giảm. Thánh anh đạo hữu không cần trách cứ Kim đạo hữu, lão phu quả thật có chút hoài nghi Thiên Long Thủy này. Kim đạo hữu đã nói như vậy, vậy thì mời người hớp trước một cái đi. Lão già áo đen không tức giận, ném bình ngọc trong tay cho Kim Lễ. Hồng Hải Nhi mắt thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Hách đại nhân, Kim đạo hữu là Huyền Không Động thống lĩnh, đều là người một nhà, hay là không cần như thế đi? Đại hán khôi ngô sau lưng lão giả nhìn thấy Hồng Hải Nhi sắc mặt khó coi, đột nhiên thấp giọng nói ra. Bây giờ chúng ta làm việc liên quan đến Sivu đại nhân, không thể để xảy ra mảy may sơ suất, thánh anh đạo hữu cũng sẽ hiểu, đúng không? Lão già áo đen mỉm cười nhìn Hồng Hải Nhi hỏi. Hồng Hải Nhi cũng nhìn lại, hai người ánh mắt đụng nhau, trong hư không tựa hồ có ánh lửa hiện lên, nhưng lập tức lại rất ăn ý riêng phần mình rời đi. Hách đạo hữu nói có lý. Hồng Hải Nhi ngữ khí lạnh lùng nói. Kim Lễ tiếp nhận cái bình, không có chút gì do dự, mở nắp bình uống một hớp lớn. Trong động tất cả mọi người nhìn về phía Kim Lễ, thời gian từng giờ trôi qua, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Kim Lễ không xuất hiện bất cứ dị thường nào, khí tức trên thân cũng không có xuất hiện dị động. Kim đạo hữu không việc gì, Thiên Long Thủy này không có vấn đề, có thể uống rồi chứ. Đại hán khôi ngô hai gò má bị nhiệt độ cao nướng màu đỏ bừng, có chút lo lắng nói ra. Được rồi. Lão già áo đen không có chút nào áy náy vì Kim Lễ bị oan uổng, nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Đại hán khôi ngô lập tức đem trong tay bình ngọc đưa đến bên miệng, uống một hớp lớn, trên gương mặt hồng quang nhanh chóng tán đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Trừ Hồng Hải Nhi cùng lão già áo đen, những người khác cũng nhao nhao uống xong Thiên Long Thủy. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 762, Trúng Kế. Tốt, Kim Lễ, ngươi đi xuống đi, tiếp tục truy tìm Hỏa Tam. Có bất kỳ tin tức gì phải lập tức báo cho ta biết. Hồng Hải Nhi khoát khoát tay, phân phó. Kim Lễ đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài. Vừa đi ra khỏi thạch thất, chỗ sâu ánh mắt gã mỉm cười, không dừng lại, bước nhanh đi xa. Đắc thủ, trong động đá vôi nham tương phía dưới,
Thẩm Lạc bỗng nhiên mở mắt ra, đứng lên. Thủy Nguyên Độc vậy mà ẩn kín như vậy, lão giả mặc hắc bào kia tối thiểu cũng là chân tiên hậu kỳ, vậy mà hoàn toàn không phát hiện được Thủy Nguyên Độc tồn tại. May mắn trước đó vì dự phòng loại tình huống này, đã xin Hoa đạo hữu hai phần giải dược Thủy Nguyên Độc để Kim Lễ sớm ăn vào, nếu không đã lộ rồi. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức lấy ra một tấm ẩn thân phù, đưa vào không gian màu vàng cho Hỏa Tam. Ngươi dùng phù này ẩn nấp thân hình, đi gặp Hỏa Mị tộc nhân bị nhốt một chút, nói bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Thẩm Lạc truyền âm nói. Vâng, Hỏa Tam đang nóng lòng, nghe vậy đại hỉ. Thẩm Lạc phất tay thả Hỏa Tam ra. Hỏa Tam lập tức thôi động ẩn thân phù, ẩn nấp thân hình, bay về phía lao ngục. Trong phòng luyện khí phía trên, bọn Hồng Hải Nhi tiếp tục thôi động pháp trận, tế luyện linh tê thần kiếm trong lò. Trên thân đại hán khôi ngô lập lòe thanh quang, không ngừng rót vào trong pháp trận dưới mặt đất, giải trừ nhiệt độ cực nóng. Ánh mắt của gã đã dễ dàng hơn trước rất nhiều, nhìn về phía lão già mặc hắc bào một chút, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng ngay lúc này, trên mặt gã đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái, hai tay ôm lấy bụng, thanh quang trên thân nhanh chóng tán đi, ngã trên mặt đất. Đại hán há miệng với lão đại, nhưng không phát ra một chút thanh âm nào, trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh róc rách chảy xuống. Cổ đạo hữu, ngươi sao? Thiếu phụ váy đen bên cạnh biến sắc, vội vàng hỏi. Nhưng còn chưa dứt lời, sắc mặt nàng cũng biến đổi, hai tay ôm bụng, sụi lơ ngã trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Giờ phút này thiếu phụ phụ cận nam tử trung niên cao gầy kia, cùng tứ tướng sau lưng Hồng Hải Nhi đều như vậy, hai tay đều ôm bụng ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ thống khổ. Là do Kim Lễ kia, Thiên Long Thủy có vấn đề. Lão giả mặc hắc bào từ dưới đất nhảy lên một cái, nghiêm nghị quát. Tu vi lão cao thâm, có thể chống đỡ được khốc nhiệt xung quanh, Thiên Long Thủy ngày trước còn thừa, cho nên không uống Thiên Long Thủy Kim Lễ vừa mới đưa tới. Thần sắc Hồng Hải Nhi trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, bỗng nhiên đứng dậy, đang muốn làm gì? Nhưng khi tám người dừng tay, hỏa diễm trong lò luyện khí cùng huyết quang lập tức hỗn loạn, quang cầu màu máu bên trong cũng run rẩy theo, không ngừng toát ra từng nốt sần. Hồng Hải Nhi cùng lão già mặc hắc bào không dám chần chừ, vội vàng bấm niệm pháp quyết với lò luyện khí. Từng đạo pháp quyết rơi vào trong đó, quang cầu màu máu trong lò lúc này mới dần dần ổn định lại, chỉ là vẫn còn có chút bất ổn. Hồng Hải Nhi thấy tình hình này, cắn nát đầu năm ngón tay, hất tay lên. Năm đạo huyết quang bắn ra, hóa thành năm đạo xiềng xích màu máu, chui vào trong lò luyện khí, khóa quang cầu màu máu ở trong đó lại. Quang cầu màu máu lúc này mới triệt để ổn định, hỏa diễm cùng huyết quang cũng bình tĩnh theo. Làm xong những thứ này, sắc mặt Hồng Hải Nhi hơi trắng lên, nhưng lập tức khôi phục lại. Làm phiền Hách đạo hữu trông coi lò luyện khí nơi đây. Nó nói với lão giả mặc hắc bào một tiếng, tay phải lập tức nắm vào trong hư không một cái. Chỉ nghe khanh một tiếng, trong tay Hồng Hải Nhi thêm ra một cây xích hồng chiến thương, phía trên thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng ảnh bay ra ngoài. Ầm một tiếng, đại môn gian thạch thất ở hành lang đối diện trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hiển lộ ra trận pháp truyền tống bên trong. Phòng luyện khí ở chỗ sâu lòng đất không có thông đạo nối với bên ngoài, bình thường đều dùng trận pháp truyền tống này. Hồng Hải Nhi đang muốn lướt lên pháp trận, truyền tống đi lên tìm Kim Lễ tính sổ, nhưng giờ phút này, pháp trận vốn vận chuyển bình thường đột nhiên sáng lên, sau đó cấp tốc phai nhạt xuống. Hiển nhiên pháp trận này đã bị người phá hủy. Tức chết ta. Hồng Hải Nhi giận dữ, tay cầm hỏa tiêm thương vẩy lên, thương ảnh như núi bắn ra, đâm vào phía trên vách đá cho hả giận. Tảng đá trong lòng đất bị hỏa lực nung khô ngàn vạn năm, đã sớm cứng rắn như sắt, nhưng trước thương ảnh lại yếu ớt như đậu hũ. Ầm ầm, mảng lớn vách đá đổ sụp xuống, cuốn tới Hồng Hải Nhi. Nhưng trên thân Hồng Hải Nhi dấy lên lửa nóng hừng hực, những hòn đá kia chưa kịp đụng vào thân thể của nó, liền xoẹt một tiếng biến thành khói xanh. Trong động đá vôi nham tương phía dưới, Thẩm Lạc cảm ứng được động tĩnh phía trên, sắc mặt vui mừng, vung tay lên. Trước người hắn ngân quang chớp liên tục,
hơn 10 ngân giáp thiên binh đại thừa kỳ nổi lên. Các thiên binh không có ẩn thân phủ, yêu binh trong động đá vôi lập tức phát hiện ra bọn họ. Người nào? Một đại hán thân người đầu rắn lách mình xuất hiện cách các thiên binh không xa, lật tay lấy ra một thanh xà thương màu xanh, chính là một trong ba tên yêu tộc đại thừa kỳ. Hai tên đại thừa kỳ kia phản ứng cũng cực nhanh, trong nháy mắt bay đến trước những hỏa mị tộc kia, làm tư thế phòng thủ. Những hỏa mị tộc này còn phải tinh luyện địa hỏa cho Thánh Anh Đại Vương, cung cấp phòng luyện khí phía trên sử dụng, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Mà những yêu binh khác cũng kịp phản ứng, như lang như hổ đánh tới các thiên binh. Chu sát tất cả những yêu tộc mặc áo giáp này, một tên cũng không để lại. Thẩm Lạc nhàn nhạt phân phó, ngữ khí băng lãnh không thôi. Các thiên binh màu bạc lẳng lặng đứng yên lập tức bắn ra, hóa thành hơn 10 tia chớp màu bạc giết tới đám yêu binh. Từng yêu binh thân thể bạo liệt ra, chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ, máu tươi vẩy ra tứ tán. Những ngân giáp thiên binh đều là người nổi bật trong đại thừa kỳ, giết những yêu binh xuất khiếu kỳ này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Qua mấy hơi thở, mấy trăm yêu binh ở đây bị tàn sát sạch sẽ. Nhanh, nhanh bẩm báo đại vương. Đại hán đầu rắn run rẩy, quay đầu hô với hai đại thừa kỳ sau lưng, thân hình bắn ngược ra sau. Hai yêu tộc đại thừa kỳ kia cũng không lo bảo hộ những hỏa mị tộc kia nữa, nhanh chóng thối lui ra sau. Một yêu tộc đầu sư tử lật tay lấy ra một hạt châu màu xanh, muốn bấm niệm pháp quyết thôi động. Vù một tiếng duệ khiếu, một mũi tên màu bạc phá không bay tới, nhanh vượt qua ánh mắt tất cả mọi người, tinh chuẩn không gì sánh được đánh trúng ngay bàn tay yêu tộc đầu sư tử. Bàn tay sư yêu nổ tung, toái cốt máu tươi văng khắp nơi, hạt châu màu xanh kia cũng bị nổ bay ra ngoài. Trong 10 tên thiên binh, một ngân giáp nữ tướng lẳng lặng đứng đó, tay cầm một cây đại cung màu bạc. Yêu tộc đầu sư tử gào lên thê thảm, nhưng nó cố nén đau nhức kịch liệt, duỗi ra thủ trưởng kia bắt hạt châu màu xanh. Nhưng mà hành động của yêu vật đầu sư tử này là tiếng chuông tang cho nó. Xa xa canh tay ngân giáp nữ tướng đột nhiên trở nên mơ hồ, một đạo ngân quang bắn tới. Trước người sư yêu hiện lên ngân quang, lại một mũi tên màu bạc gần như thuấn di trống rỗng xuất hiện, nhanh vượt qua thanh âm, căn bản không cho nó thời gian kịp phản ứng, hung hăng bắn vào trên đầu nó. Bụp một tiếng vang trầm, đầu sư yêu đại thừa kỳ này vỡ ra, trong nháy mắt vẫn lạc. Những thiên binh khác nhào về phía yêu tộc đầu rắn cùng một yêu tộc khác. Hai yêu tộc này không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt bị giết chết. Hỏa mị tộc nhân trên quảng trường Xích Nham giờ phút này sớm đã ngừng triệu hoán địa hỏa, lui qua một bên, hoảng sợ nhìn 10 ngân giáp thiên binh trên quảng trường, sợ cũng bị tàn sát giống vậy. Vào thời khắc này, nơi xa ầm ầm một tiếng vang lớn truyền đến, cửa nhà lao trên vách đá vỡ ra, hỏa mị tộc bị giam giữ ở bên trong đều bay ra, cầm đầu chính là Hỏa Tam. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 763, Tam Muội Chân Hỏa. Thiếu chủ, ngài trở về. Hỏa mị tộc nhìn thấy Hỏa Tam đại hỉ, nhưng sợ những ngân giáp thiên binh kia nên không dám động đậy. Những hỏa mị tộc được Hỏa Tam thả ra đứng ở đằng xa không dám tới gần, thập phần e ngại những ngân giáp thiên binh kia. Hỏa Tam cũng bị 10 tên ngân giáp thiên binh này hù sợ, nuốt nước miếng một cái, cố chấn định, cất giọng nói, mọi người đừng sợ. Những ngân giáp tiền bối này là chiến sĩ dưới trướng đại tiên, là người một nhà. Đại tiên, ngài còn ở chỗ này không? Nói xong lời cuối, Hỏa Tam nhìn xung quanh, tìm kiếm Thẩm Lạc. Hư không trên đỉnh đầu đám người hoa lên một cái, thân ảnh Thẩm Lạc hiện ra. Đại tiên, Hỏa Tam vui mừng, la lên. Thẩm Lạc không để ý tới Hỏa Tam cùng những hỏa mị tộc kia, ngửa đầu nhìn pháp trận khổng lồ trên đỉnh động, lật tay lấy ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn, trên hai tay nổi lên kim quang mãnh liệt, nhanh chóng trở nên thô to, phía trên hiện ra từng phiến long lân màu vàng, trong nháy mắt hóa thành hai đầu long tí tráng kiện không gì sánh được. Trên Trấn Hải Tấn Thiết Côn bỗng nhiên dâng lên kim quang như liệt nhật, chiếu xạ chúng yêu phía dưới mở mắt không ra. Đi,
Thẩm Lạc hét lớn một tiếng, nắm Chấn Hải Tấn Thiết Côn vung lên, ném mạnh ra ngoài. Chấn Hải Tấn Thiết Côn hóa thành một đạo kim quang chói mắt bắn ra, lóe lên biến mất không thấy gì. Nữa, sau một khắc hư không dưới vách động nổ đùng, Chấn Hải Tấn Thiết Côn trống rỗng hiện ra nơi đó, bất quá đã biến thành cự bổng màu vàng dài mười mấy trượng, to hơn một trượng, hung hăng đâm vào trên vách động. Vách động cứng rắn dưới cự bổng màu vàng giống như đậu hũ, cự bổng nhẹ nhõm đâm vào, chui vào hơn phân nửa. Trên vách động xung quanh cự bổng hiện ra từng vết rạn to lớn, cấp tốc lan tràn ra xung quanh. Mười tên thiên binh kia cũng bay vụt lên, từng đạo kiếm khí, đao mang, mũi tên các loại công kích đánh vào đỉnh động, đánh ra mười cái hố sâu. Nhanh, kết huyền hỏa chiến trận, trợ đại tiên một chút sức lực. Hỏa Tam thấy vậy, lập tức hét lớn. Trên người nó đại phóng hồng quang, cấp tốc lan tràn ra xung quanh, rất nhanh xung quanh người hình thành một đoàn hỏa vân màu đỏ lớn mấy trượng, tản mát ra lực lượng hỏa diễm ba động mãnh liệt. Lời nói Hỏa Tam rất uy nghiêm, hỏa mị tộc khác nghe tiếng lập tức bay vụt lên, dung nhập vào trong hỏa vân do Hỏa Tam biến thành. Mỗi khi có một hỏa mị tộc bay vào, hỏa vân màu đỏ do Hỏa Tam biến thành liền biến lớn thêm một phần, tản ra ba động hỏa diễm mãnh liệt hơn một chút. Tất cả hỏa mị tộc rất nhanh bay vào trong hỏa vân màu đỏ mở rộng đến mấy chục trượng. Một cỗ lực lượng hỏa diễm ba động dọa người từ đó cuồn cuộn ra, đè ép nhiệt lực do hồ nước nham tương phía dưới tuôn lên. Thẩm Lạc cũng không nhịn được nhìn lại, hết thảy nói đến phức tạp, kỳ thật trong chớp mắt đã hoàn thành. Kim ô biến, trong hỏa vân truyền ra tiếng hét lớn, chính là thanh âm Hỏa Tam. Toàn bộ hỏa vân lập tức phun trào lên, biến thành một tam túc kim ô lớn mấy chục trượng lơ lửng giữa không trung. Trên hai cánh cùng ba móng vuốt thiêu đốt liệt diễm màu vàng óng hừng hực, hơi động một chút liền có một cỗ nhiệt độ cao đáng sợ tuôn ra. Tam túc kim ô ngưng tụ thành hình, lập tức vỗ cánh bay tới vách động, mỏ chim thiêu đốt hung hăng mổ trên đỉnh động, đâm thật sâu vào trong đó. Một cỗ lực lượng như núi lửa nổ rót vào trong vách động, mãnh liệt vỡ ra. Đỉnh động vốn đã vết thương chồng chất nhịn không được nữa, ầm vang sụp đổ. Trong phòng luyện khí phía trên, lão giả mặc hắc bảo khiếp sợ mặt đất phía dưới đột nhiên chui lên cự bổng màu vàng. Vội vàng phất tay phát ra một mảnh hắc quang, nâng bảy người ngã xuống đất không dậy nổi cùng lò luyện khí lên. Mà trong một gian thạch thất khác, Hồng Hải Nhi đang chút giận nghe động tĩnh trong phòng luyện khí, vội vàng bay vụt về. Nhưng không đợi nó trở về phòng luyện khí, mặt đất dưới chân hiện ra từng vết rạn thô to. Hồng quang lóa mắt từ trong vết rạn nổ bắn ra, sau đó mặt đất ầm vang đổ sụp, hết thảy đồ vật rơi xuống phía dưới. Hồng Hải Nhi không kịp phản ứng, cũng rơi xuống phía dưới, nhưng trên thân nó lóe lên hồng quang, lập tức ổn định thân hình. Mặt đất đổ sụp biến thành vô số hòn đá to to nhỏ nhỏ, rơi xuống động đá vôi nham tương phía dưới, nham tương trong hồ nhấc lên gợn sóng ngập trời, quảng trường xích nham cũng bị cự thạch rơi xuống vùi lấp. Bất quá đám Hồng Hải Nhi cùng lão giả mặc hắc bảo vẫn nhìn thấy thi thể những yêu binh trên quảng trường kia. Ai làm? Hồng Hải Nhi nổi giận, mắt bắn ra hung quang, liếc nhìn bốn phía. Trong động đá vôi nham tương chỉ có hỏa mị tộc huyễn hóa ra cự đại kim ô, Thẩm Lạc cùng những thiên binh kia lần nữa biến mất không thấy, Chấn Hải Tấn Thiết Côn xuyên phá vách đá cũng không thấy bóng dáng. Hồng Hải Nhi bỗng nhìn về phía cự đại kim ô, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, bay nhào qua như điện. Nhưng ngay lúc này, trong đống cự thạch phía dưới đột nhiên bắn ra một đạo kim quang thật dài, chính là Hoàng Kim Thằng, vô cùng nhanh chóng cuốn về phía thân thể Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi mặc dù đang nổi giận, nhưng tu vi của nó cao thâm, phản ứng cũng cực nhanh, mũi hỏa tiêm thương trong tay xoay tròn, xé rách không khí, xẹt qua một đạo đường cung vặn vẹo, vậy mà tinh chuẩn không gì sánh được đâm trúng Hoàng Kim Thằng. Nhưng Hoàng Kim Thằng đột nhiên cuốn một cái, trong nháy mắt cuốn quanh ở trên hỏa tiêm thương, cuốn theo thân thương bay về phía trước, quấn lấy thân thể Hồng Hải Nhi. Hư không trên đống đá lớn cách đó không xa ba động cùng một chỗ, thân hình Thẩm Lạc nổi lên, bay nhào tới Hồng Hải Nhi như điện, trên tay chớp động kim quang, muốn thu nhập nó vào trong thiên sách giam cầm lại. Không gian thiên sách hắn đã hoàn toàn khống chế,
chỉ cần thu nhập vào trong đó, dù thái ất chân tiên hắn cũng nắm chắc có thể giam cầm. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, năm cái vòng vàng trên cổ tay, cổ chân, trên cổ Hồng Hải Nhi đột nhiên bắn ra, biến thành năm cự hoàn màu vàng, bao trên người Hồng Hải Nhi. Từng Phật gia chân ngôn màu vàng xuất hiện trên cự hoàn, tầng tầng Phật lực tuôn trào ra. Hoàng Kim Thằng lập tức bị năm cự hoàn chống đẩy ra, không thể cầm cố lại pháp lực Hồng Hải Nhi. Thẩm Lạc lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không dừng lại, tiếp tục đánh tới. Hồng Hải Nhi giật mình, một bàn tay siết thành quả đấm, đập trên mũi mình hai quyền, sau đó đột nhiên phun về hướng Thẩm Lạc. Một đạo hỏa diễm màu ngọc lưu ly xanh biếc, gần như trong suốt bắn ra, cuốn tới Thẩm Lạc. Ngọn lửa màu lưu ly không có nhiệt độ cao, lại làm cho mí mắt Thẩm Lạc cuồng loạn. Thân hình hắn bay nhào tới lập tức dừng lại, thôi động thần thông thiên sách thu nhiếp, bao lại những hỏa diễm lưu ly này, muốn thu chúng vào trong. Nhưng những hỏa diễm lưu ly này hơi ba động, một cỗ hỏa diễm cực kỳ thuần túy tuôn ra, vậy mà nung khô lực thôn phệ thu nhiếp của thiên sách, tiếp tục bay tới phía trước. Thẩm Lạc biến sắc, hai chân tỏa sáng hào quang ánh trăng, vô cùng nhanh chóng bắn ngược về, hiểm hiểm tránh qua, tránh né hỏa diễm lưu ly quét tới. Hồng Hải Nhi cười lạnh một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, những lưu ly hỏa diễm kia cuốn ngược về, quấn quanh Hoàng Kim Thằng. Kim quang trên Hoàng Kim Thằng rung động mạnh, phát ra thanh âm tư. Tư, vặn vẹo không thôi, tựa hồ bị đốt cho đau nhức. Đây là lửa gì, vậy mà có thể làm bỏng Hoàng Kim Thằng. Thẩm Lạc đau lòng bảo bối, vội vàng đưa tay vẩy một chiêu, thu hồi Hoàng Kim Thằng, thân hình lần nữa lui về sau vài chục trượng. Hai người giao thủ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã tách ra. Xa xa bọn người Cự Đại Kim Ô cùng lão già mặc hắc bảo lúc này mới kịp phản ứng, tự mình bay đến bên cạnh người nhà mình. Đại tiên, cẩn thận, lưu ly hỏa diễm kia chính là tam muội chân hỏa, không gì không thiêu cháy, phi thường đáng sợ. Hỏa Tam truyền âm nhắc nhở. Thẩm Lạc chấn động trong lòng, nhìn chăm chăm ngọn lửa màu lưu ly, mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Một bên kia, lão già mặc hắc bảo an trí mấy người chúng độc tại chỗ hẻo lánh an toàn trong động đá vôi, cũng bay đến cạnh Hồng Hải Nhi. Thánh anh đạo hữu, không sao chứ? Lão già ân cần hỏi thăm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 764, Chu Ma. Không việc gì, chỉ bị giật nảy mình mà thôi, xem ra người này mới là kẻ cầm đầu hết thảy. Hách đạo hữu, chúng ta đồng loạt ra tay, chu sát hắn. Hồng Hải Nhi nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, trong mắt chớp động hung quang. Được. Lão già mặc hắc bào lão luyện thành thục, muốn hỏi trước một chút lai lịch Thẩm Lạc, nhưng cân nhắc hành vi đối phương, rõ ràng là ác ý, nên cũng không thèm hỏi, liền đè xuống hoang mang trong lòng, trầm giọng quát. Lời còn chưa dứt, lão lật tay gỡ xuống chuỗi cốt hạt màu đen đeo trên cổ, ném tới Thẩm Lạc. Ô ô ô. Cốt hạt màu đen nhanh chóng biến lớn gấp 10 lần, 9981 quả đầu lâu phía trên lượn lờ hắc quang, trong hư không xung quanh xuất hiện thanh âm ma quỷ khóc thét. Trên mỗi đầu lâu tản mát ra một vòng Phật quang, tựa hồ là Phật Đà Vẫn Lạc biến thành đầu lâu. Bất quá những Phật quang này bị ma quang xâm nhiễm thành màu đen, uy lực càng lớn. Mỗi một đạo Phật quang đều nặng như sơn nhạc, 81 đạo Phật quang chồng chất lên nhau, toàn bộ động đá vôi nham tương cũng lắc lư không thôi. Hồng Hải Nhi đã sớm không thể chờ, lập tức đỉnh thương công lên, đầu thương phun ra mảng lớn hỏa diễm màu đỏ, khói đặc vờn quanh, di thiên cức địa đánh tới. Vốn cho rằng có thể lười biếng trộm đi, hiện tại xem ra vẫn phải phí chút khí lực. Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một câu, tay vung lên. Trên người hắn chớp động kim quang ngân mang, trước người trống rỗng hiện ra 10 thiên binh màu bạc cùng hai kim giáp thiên tướng, chính là Lôi Bộ Thiên Tướng cùng Cự Linh Thần. Lão già mặc hắc bào cùng Hồng Hải Nhi thấy cảnh này, thần sắc đều biến đổi. Các ngươi đi cầm chân Hồng Hải Nhi, coi chừng tam muội chân hỏa của hắn. Thẩm Lạc nói. Lôi Bộ Thiên Tướng cùng Cự Linh Thần nghe vậy hóa thành hai đạo kim quang bắn ra,
đón lấy Hồng Hải Nhi. Những thiên binh màu bạc kia cũng theo sát sau hai người. Lôi bộ thiên tướng hóa thân lôi điện, trong nháy mắt bay đến đỉnh đầu Hồng Hải Nhi, trường côn hoành kích ra. Hơn 10 đạo lôi điện thô to bạo kích tới, nhanh chóng phá vỡ hỏa diễm trước người Hồng Hải Nhi, bổ về phía thân thể của nó. Hồng Hải Nhi giật mình, năm vòng vàng quanh người lập tức đại phóng kim quang, hình thành một lồng sáng màu vàng. Tiếng đinh đương nổ vang, năm vòng vàng mãnh liệt chấn động, nhưng vẫn chịu được những lôi điện này công kích. Trong mắt Hồng Hải Nhi lóe lên lệ khí, hỏa tiêm thương tựa như một con rắn độc, trong nháy mắt đã đến trước mặt lôi bộ thiên tướng. Lôi bộ thiên tướng lợi hại với lôi pháp, nhưng võ nghệ lại không quá mạnh, tu vi kém xa Hồng Hải Nhi một mảng lớn. Trường côn màu vàng trong tay mặc dù đưa ra cản, nhưng lại chậm một bước, mắt thấy sẽ bị đâm trúng. Ô một tiếng duệ khiếu, một thanh cự phủ màu xanh từ bên cạnh quét ngang tới, đánh bay hỏa tiêm thương, tung tóe ra tia lửa, lại là cự linh thần đánh tới. Đánh bay hỏa tiêm thương xong, thân thể cự linh thần xoay tròn, cự phủ trong tay cũng hóa thành một bóng xanh chém tới cổ Hồng Hải Nhi. Keng một tiếng vang thật lớn, Hồng Hải Nhi hoành thương đón đỡ, nhưng nó lực yếu, bị đẩy lui mấy bước. Những thiên binh kia cũng bay nhào tới, các loại công kích như mưa đánh về phía Hồng Hải Nhi. Hỏa mị tộc biến thành kim ô to lớn thì hơi chần chừ, cũng vỗ cánh đánh tới Hồng Hải Nhi, miệng mổ chảo bắt, phát ra liên tiếp thế công hung mãnh. Hồng Hải Nhi mặc dù hai mặt thụ địch, nhưng tu vi cao thâm, võ nghệ cũng tinh tuyệt, một cây hỏa tiêm thương xuất quỷ nhập thần. Năm vòng vàng bay múa quanh người, phòng ngự cũng cực mạnh, lấy một địch nhiều vậy mà không rơi vào hạ phong. Thẩm Lạc không tiếp tục để ý tới Hồng Hải Nhi nữa, thả người đón lấy lão giả mặc hắc bào, lật tay tế ra khăn gấm màu vàng kia. Khăn gấm màu vàng phần phật một tiếng mở ra, đón gió biến lớn gấp trăm lần, ngăn trước chuỗi cốt hạt màu đen. Thấy Thẩm Lạc tế ra một kiện pháp bảo khăn gấm phổ thông ngăn cản, lão giả mặc hắc bào không những không giận mà còn lấy làm mừng. Sâu phật cốt tràng hạt này nhìn như bình thường, thật ra là dùng tinh hoa thi hải Tây Thiên Phật Đà bị ma tộc chém giết luyện chế thành, sử dụng thiên ma đại pháp chuyển hóa những Phật Đà kia thành ma quang. Kia gọi là một ý niệm Phật ma, cao tăng Phật môn một khi nhập ma, sẽ biến thành cái thế ma đầu cùng hung cực ác. Những thứ này bị chuyển hóa thành ma quang vô cùng lợi hại, không chỉ có lực công kích cực mạnh, còn có thể lúc pháp lực đụng chạm, khiến ma quang xâm nhập thần hồn đối phương. Nhẹ thì làm cho tâm thần người đại loạn, nặng thì trực tiếp làm cho đối phương bị ma quang điều khiển thần hồn, biến thành cái xác không hồn. Từ khi được ma bảo này, lão già mặc hắc bào chưa bao giờ gặp đối thủ cùng cấp, chớ nói chi là đối mặt người cảnh giới thấp hơn. Lão già mặc hắc bào lật bàn tay trong trường bào một cái, lặng yên lấy ra một pháp bảo dạng trạc cây ô thứ, phía trên có 6 nhánh, đỉnh vô cùng sắc bén, sáng lóng lánh phát ra ô quang, chỉ xem cũng làm người ta run lên, càng tản mát ra mùi máu tươi gay mũi. Hiển nhiên là một kiện ma khí cực kỳ ác độc, chuẩn bị thừa dịp Thẩm Lạc bị ma quang ăn mòn thần hồn, nhất cử đánh giết hắn. Tràng hạt Phật cốt cùng khăn gấm màu vàng đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng vang. Khăn gấm màu vàng chỉ run nhẹ nhẹ, lập tức tùy tiện chịu đựng được, ma quang trên cốt hạt đen kịt không thể xuyên thấu khăn gấm mảy may. Cái gì? Điều đó không thể. Lão giả mặc hắc bào lộ vẻ không thể tin được. Thẩm Lạc thừa cơ áp sát tới trước người lão giả mặc hắc bào, lật tay lấy ra Chấn Hải Tấn Thiết Côn, thi triển Bắt Thiên Loạn Bổng, hoành kích ra, quét tới eo lão giả mặc hắc bào. Lúc này lão giả mặc hắc bào mới kịp phản ứng, pháp bảo ô thứ trong tay hóa thành một đạo ô quang bắn ra. Ngăn trước Chấn Hải Tấn Thiết Côn, một tay khác sờ túi chữ vật bên hông, chuẩn bị lấy ra những pháp bảo khác. Thẩm Lạc nắm chặt Chấn Hải Tấn Thiết Côn, thân côn điên cuồng phát ra kim quang, phía trên hiện ra từng đạo kim văn, hư không xung quanh bỗng nhiên sụp đổ. Thiên địa linh khí giống như cái phễu chen trúc đến Chấn Hải Tấn Thiết Côn, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa đáng sợ bạo phát ra. Hắn tiến giai chân tiên trung kỳ, uy lực Chấn Hải Tấn Thiết Côn dần dần phóng thích, hoành kích ra tốc độ cũng bạo tăng, đánh vào pháp bảo ô thứ. Ầm một tiếng vang giòn, ô thứ ứng thanh bạo liệt,
hóa thành mảng lớn lưu huỳnh màu đen. Mà tốc độ chấn hải tấn thiết côn không giảm, trái lại còn tăng, chớp động một cái đã đánh vào trên lưng lão già mặc hắc bào. Lão già mặc hắc bào không kịp lấy ra những pháp bảo khác, thân thể ứng thanh bị cắt thành hai đoạn thân thể tàn phế lập tức triệt để bạo liệt ra. Nhưng không biến thành chân cụt tay đứt, mà hóa thành hai đoàn ma khí đen như mực, lăn mình một cái sau đó cấp tốc dung hợp là một, chạy trốn ra xa. Bất quá khí tức hắc khí so với trước đó giảm cơ hồ một nửa. Hiển nhiên lão già mặc hắc bào mặc dù dùng bí thuật tránh thoát kết cục vẫn lạc, vẫn bị chấn hải tấn thiết côn gây trọng thương. Đáng chết, từ đâu tới sát tinh này, cây gậy màu vàng kia là bảo bối gì vậy, còn có khăn gấm màu vàng kia, lại thần diệu như thế, tối thiểu cũng là tiên thiên linh bảo, vậy làm sao đánh được? Lão già mặc hắc bào lui lại, trong lòng thầm mắng. Nhưng giờ phút này, một vệt kim quang từ bên cạnh bay vụt đến, vô cùng nhanh chóng quấn chặt lấy hắc khí, chính là Hoàng Kim Thằng. Hắc khí lập tức tán đi, hiện ra thân thể lão già mặc hắc bào, bị Hoàng Kim Thằng một mực trói lại. Lão già mặc hắc bào không thể ngăn cản Hoàng Kim Thằng, toàn thân ma khí bị một mực giam cầm, cả người giống như hòn đá rơi xuống dưới, một trái tim chìm vào vực sâu không đáy. Một đạo côn ảnh màu vàng hiện lên. Lại là chấn hải tấn thiết côn đón gió biến lớn gấp trăm lần, mang theo đạo đạo tàn ảnh. Xẹt qua đầu lão già mặc hắc bào, đầu lão già ứng thanh vỡ vụn, thần hồn bên trong còn chưa kịp chạy ra, đã biến thành hư vô. Đáng thương lão già mặc hắc bào này với một thân tu vi chân tiên hậu kỳ cao thâm, lại gặp Thẩm Lạc vừa vặn khắc chế lão, một thân bản sự không phát huy mảy may đã bị đánh giết. Thẩm Lạc phất tay bắn ra một vệt kim quang, thu pháp khí chữ vật cùng chuỗi Phật cốt của lão giả mặc hắc bào tới, bỏ vào trong túi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 765, Ám Độ Trần Thương. Hách Ma Sứ. Xa xa Hồng Hải Nhi thấy lão giả mặc hắc bào trong chớp mắt bị đánh giết, lập tức giật mình, đưa tay đấm một quyền vào trên mũi, há miệng phun một cái. Ầm ầm, một mảng lớn tam muội chân hỏa phun ra, cuốn về phía bọn cự linh thần, lôi bộ thiên tướng xung quanh. Cự linh thần, lôi bộ thiên tướng thấy hỏa diễm lợi hại, nhanh chóng thối lui ra sau. Nhưng hai tay Hồng Hải Nhi bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay hiện ra hai đoàn hồng quang. Theo pháp quyết của nó nhảy lên linh động không gì sánh được. Thiên địa linh khí phụ cận chen chúc tụ đến, tam muội chân hỏa vốn chỉ lớn mấy trượng vô cùng nhanh chóng khuếch tán ra, hóa thành một đoàn hỏa vân lưu ly lớn gần mẫu, đột nhiên chụp xuống. Không gian động đá vôi có hạn, lôi bộ thiên tướng, cự linh thần và những thiên binh kia né tránh không kịp đều bị bao phủ vào trong đó. Chỉ có hỏa mị tộc tựa hồ đã chứng kiến thần thông Hồng Hải Nhi trước khi đã thi pháp cấp tốc lui lại, cũng thi triển hư hóa thuật trốn vào trong nham tương, khó khăn lắm tránh né khỏi. Hỏa phần tam giới, Hồng Hải Nhi không để ý tới hỏa mị tộc, hét lớn một tiếng, tay biến đổi pháp quyết. Toàn bộ hỏa vân sôi trào quay cuồng lên, mỗi một sợi tam muội chân hỏa trong hỏa vân đều phát sinh biến hóa kỳ dị. Điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí xung quanh, trở nên lớn mạnh, nhiệt độ đã cực cao lại tăng mạnh mấy lần, hư không phụ cận kịch liệt vặn vẹo, tựa hồ bị nguồn lực lượng hỏa diễm này đốt cháy. Trong mây, lôi bộ thiên tướng, cự linh thần, rất nhanh bị ngọn lửa nuốt hết, biến thành hư vô, chớ nói chi là những thiên binh đại thừa kỳ kia. Vừa rồi Hồng Hải Nhi thi triển chính là huyền thiên khống hỏa quyết. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Dùng huyền thiên khống hỏa quyết điều khiển tam muội chân hỏa, lại có thể phát huy ra uy thế cường đại như thế. Thần thông hỏa vân kia đơn giản thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nếu như dùng huyền thiên khống hỏa quyết thôi động hồng liên nghiệp hỏa, uy lực tuyệt sẽ không thấp. Trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay trở lại, trên thân lóe lên kim quang, cả người bỗng hóa thành một đạo kim mang. Bay thẳng đến Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi đã sớm lưu ý tới Thẩm Lạc, thấy cảnh này, thân thể lập tức chìm vào trong hỏa vân lưu ly, hai tay vội vã bấm niệm pháp quyết, liên tiếp pháp. Quyết đánh vào trong hỏa vân,
lập tức tam muội chân hỏa trong hỏa vân tăng vọt mấy lần, đồng thời xoay quanh nó, hình thành một đạo gió lốc hỏa diễm lưu ly, cao 450 trượng, gió lửa kéo nhau lên, thanh thế dọa người. Cách Hồng Hải Nhi mấy trượng lóe lên kim quang, thân ảnh lôi bộ thiên tướng cùng cự linh thần hiển hiện ra, hoàng kim lôi côn cùng cự phủ màu xanh kích xuống, bổ vào trên gió lốc hỏa diễm. Gió lốc hỏa diễm kịch liệt chấn động, dũng đãng quang mang, khí lưu lượn vòng lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Những nơi đi qua sơn băng địa liệt, từng khối cự thạch lá rụng bị thổi bay, trong hồ nước nham tương phụ cận càng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hỏa diễm gió lốc bị bổ ra một cái lỗ hổng lớn, hiện ra thân ảnh Hồng Hải Nhi. Làm sao có thể? Các ngươi rõ ràng đã bị tam muội chân hỏa ta luyện hóa. Hồng Hải Nhi kinh hãi, phản ứng lại không chậm, trong tay biến đổi pháp quyết. Tam muội chân hỏa bên cạnh nó bay tán loạn ra, hóa thành hai con hỏa diễm cự mãng, quấn quanh lôi bộ thiên tướng cùng cự linh thần, lập tức quay quanh mấy vòng rồi siết chặt vào. Vào thời khắc này, Thẩm Lạc từ chỗ lỗ chống gió lốc hỏa diễm bay vụt vào, lao thẳng tới Hồng Hải Nhi. Sớm biết người sẽ dùng chiêu này, Hồng Hải Nhi không kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, hai tay đại thịnh hồng quang, đột nhiên hợp lại. Hỏa quang lưu ly hiện lên trước người nó, một tầng lưu ly hỏa mạc trống rỗng ngưng tụ ra. Nhưng Thẩm Lạc không dừng lại, hai cái long tí như thiểm điện nhô ra, một thanh cắm vào trong màn lửa, vậy mà không sợ uy lực tam muội chân hỏa đáng sợ chút nào. Tam muội chân hỏa lập tức quấn quanh trên người Thẩm Lạc, từ hai tay lan tràn ra toàn thân hắn, nhưng ánh mắt hắn cũng không chớp một cái, vuốt rồng vô cùng sắc bén vẫn như cũ chụp vào Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi lộ vẻ kinh nghi, không kịp suy nghĩ liền lui về sau, đồng thời hỏa tiêm thương trong tay bắn ra, nhoáng một cái hóa thành hai đạo thương ảnh đâm vào trên vuốt rồng. Hỏa tiêm thương vô cùng sắc bén, vuốt rồng màu vàng lập tức bị đâm ra hai lỗ máu. Nhưng vuốt rồng điên cuồng phát ra kim quang, không để ý thương thế trên tay đột nhiên tung một chảo, vậy mà nắm chặt hỏa tiêm thương. Hồng Hải Nhi ra sức rút lại, đầu thương vậy mà như đúc trong vuốt rồng, không thể rút ra, thần sắc nó biến đổi, vỗ vào miệng. Một mảnh tam muội chân hỏa từ trong miệng bắn ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cây hỏa tiễn thô to, đánh về phía ngực Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cũng há miệng phun một cái, phun ra một phù lục màu vàng, chính là tấm thiên hồ mê thần phù kia. Phốc một tiếng vang nhỏ, mũi tên tam muội hỏa kia đánh vào ngực Thẩm Lạc, thình lình xuyên qua. Bất quá trên thân Thẩm Lạc nổi lên một trận bạch quang, thân thể nhanh chóng trở nên mơ hồ, trong chớp mắt hóa thành một người giấy màu trắng, lập tức bị tam muội chân hỏa nuốt hết. Thế kiếp chỉ nhân, Hồng Hải Nhi giật mình, đang muốn làm gì? Tấm mê thần phù đột nhiên đại phóng, hoàng mang, quay tròn huyễn hóa ra vô số hồ ảnh màu vàng biến ảo không thôi. Hồng Hải Nhi bị hoàng mang biến ảo chiếu xạ, trong hai tròng mắt cũng hiện ra đạo đạo hồ ảnh, thần sắc trở nên hoảng hốt. Vào thời khắc này, một đạo kim quang thô to từ bên ngoài bay vụt đến, lại là một cây cự bổng màu vàng, đánh xuống đầu Hồng Hải Nhi, uy thế hủy thiên diệt địa. Toàn bộ không gian động đá vôi lại lắc lư ù ù. Năm cái vòng vàng trên thân Hồng Hải Nhi cực kỳ linh tính. Mặc dù Hồng Hải Nhi giờ phút này bị mê hoặc thần trí, năm cái vòng vàng vẫn như cũ tỏa sáng hào quang, tự động nghênh tiếp. Nhưng mà một sợi kim quang đột nhiên từ trên chấn hải tấn thiết côn tách rời ra, chính là hoàng kim thằng, thừa dịp năm cái vòng vàng rời thân thể Hồng Hải Nhi, vô cùng nhanh chóng quấn quanh trên người nó. Thân thể Hồng Hải Nhi chấn động, từ trạng thái mê hồn thoát ra, nhưng thân thể đã bị hoàng kim thằng trói lại, pháp lực thể nội bị giam cầm, không cách nào vận chuyển mảy may. Không có pháp lực duy trì, tam muội chân hỏa quanh người nó cũng nhanh chóng tán đi, hỏa diễm gió lốc to lớn nhanh chóng bị dập tắt. Kim cô nhi hoàn. Hồng Hải Nhi miễn cưỡng đưa tay muốn triệu hoán năm cái vòng vàng kia, đó là linh bảo năm đó Quan Thế Âm Bồ Tát dùng để giam cầm nó. Bất quá những năm qua nó đã sớm luyện hóa năm cái vòng vàng này, biến thành một kiện chí bảo phòng thân. Vòng vàng này linh tính không gì sánh được, không cần pháp lực chèo chống vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng. Năm cái vòng vàng lập tức bay tới Hồng Hải Nhi, nhưng chấn hải tấn thiết côn hạ xuống, phía trên tăng vọt kim quang,
gắt gao đè năm cái vòng vàng phía dưới. Nhưng vào lúc này, hư không bên cạnh Hồng Hải Nhi khẽ động, thân ảnh Thẩm Lạc nổi lên, tay vung lên, một mảnh kim quang bao lại thân thể Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi trừng to mắt, đang muốn nói gì, bỗng thấy hoa mắt, sau đó xuất hiện trong một không gian màu vàng. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, mấy thủ đoạn này nhìn như bình thường, kỳ thực đã là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Ngay cả Thương Bạch Chỉ Nhân thế kiếp cùng Thiên Hồ Mê Thần Phù cũng đã dùng xong, may mắn nhất cử thành công. Hắn đưa tay triệu hồi Trấn Hải Tấn Thiết Côn, cũng thu năm cái vòng vàng vào trong không gian thiên sách, lấy ra một viên đan dược khôi phục ăn vào, vận công luyện hóa. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới những người bị thủy nguyên độc hạ độc kia, những tên kia đều là nanh vuốt ma tộc. Không thể bỏ qua, quay đầu nhìn lại nơi hẻo lánh động đá vôi, thần sắc khẽ giật mình. Nơi hẻo lánh kia, bảy yêu ma ngã xuống đất vậy mà không thấy bóng dáng, đàn lô kia cũng biến mất không còn tầm tích. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 766, áp giải về núi. Bảy người kia trúng độc ngã xuống đất, trong thời gian ngắn không thể động đậy, xem ra là có người vô thanh vô tức cứu bọn hắn đi. Thẩm Lạc vừa nghĩ đến đây, lưng không khỏi thấy lành lạnh. Có thể hoàn toàn tránh thoát thần thức của hắn cảm ứng, cứu đi bảy người kia, tối thiểu cũng là tu sĩ thái ất cảnh. Hắn lật tay lấy ra xí diễm đan châu mà nam tử mặc hoàng bào tặng, đặt lên lòng bàn tay, ánh mắt nhìn lại các nơi trong động, thần thức khuếch tán ra, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thẩm Lạc thấy vậy, không ở đây lâu, nhoáng một cái hóa thành một đạo kim quang chui vào trong thác nước nham tương. Chưa tới nửa giờ sau, mặt đất cách Hỏa Khoát Sơn mạch trăm dặm lóe lên hoàng mang, thân ảnh Thẩm Lạc nổi lên, chui ra xa khỏi Hỏa Khoát Sơn mạch. Tâm thần hắn căng cứng mới nới lỏng, nhưng lông mày nhíu chặt cũng không giãn ra. Trong động đá vôi nham tương, người đó nếu cứu đi bảy yêu ma kia, vì sao không xuất thủ cứu Hồng Hải Nhi cùng lão giả mặc hắc bào? Hẳn là trong bảy yêu ma kia có tồn tại gì đặc biệt. Ý niệm trong đầu Thẩm Lạc quay cuồng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thể nghĩ thông suốt. Được rồi, mặc kệ người kia có mục đích gì, chuyện bắt Hồng Hải Nhi cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hắn rất nhanh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thần thức chui vào trong không gian thiên sách. Trong không gian thiên sách, Hồng Hải Nhi bị Hoàng Kim Thằng trói buộc, thân thể còng lên, ra sức giãy giụa, có chút tương tự con tôm nung đỏ. Nhưng hiện tại một tia pháp lực nó cũng không còn, giãy giụa cũng chỉ phí công mà thôi. Hỏa Tiêm Thương cùng năm cái vòng vàng đều rơi bên cạnh nó, bị kim quang hình thành lồng sáng giam cấm, không thể động đậy. Hư không phía trước lóe lên, kim quang hội tụ lại một chỗ, hình thành thân ảnh Thẩm Lạc. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Hồng Hải Nhi nhìn thấy Thẩm Lạc xuất hiện, cố gắng ngồi dậy, giận dữ quát hỏi. Ta là ai ngươi không cần hỏi nhiều. Ngươi chính là Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi à? Ta là do phụ thân ngươi phái tới đưa ngươi về nhà. Thẩm Lạc nhàn nhạt mở miệng. Phụ thân phái ngươi tới. Hồng Hải Nhi nghe lời này, sắc mặt giận dữ hơi thu liễm, lông mày hỏa hồng nhướng lên, tựa hồ cũng không quá ngạc nhiên. Bình Thiên Đại Thánh thế các hạ trầm luân ma đạo, không đành lòng phụ tử chia cắt, thậm chí ngày sau trên chiến trường đụng độ nhau, cho nên để ta tới mang ngươi về. Thẩm Lạc nói, ta ở chỗ này rất tốt, không cần ngươi dẫn ta về. Hồng Hải Nhi khẽ nói, cùng một chỗ với ma tộc có gì tốt? Ngươi muốn bất quá là cùng bọn hắn làm sằng làm bậy sa đọa mà thôi. Bây giờ Tích Lôi Sơn cùng Thúy Vân Sơn thế bất lưỡng lập với ma tộc, ngày sau trên chiến trường gặp nhau, ngươi có thể xuất thủ với phụ mẫu sao? Thẩm Lạc bình tĩnh hỏi. Hồng Hải Nhi khẽ giật mình, trầm mặc không nói, nhưng tính tình nó quái đản, rất nhanh lại lớn lối. Ngươi nếu là người của phụ thân, vậy còn không mau thả ta ra, bằng không đợi ta trở về, tuyệt không tha cho ngươi. Ta chính là đệ tử Phương Thốn Sơn, cũng không phải là người phụ thân ngươi. Đợi đến Tích Lôi Sơn gặp phụ thân ngươi, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Hiện tại ngươi hãy hảo hảo ở nơi này đợi đi. Thẩm Lạc mỉm cười, thân hình thoát một cái biến mất. Trên người hắn lóe lên hoàng mang,
lần nữa trốn vào lòng đất, chạy về hướng Tích Lôi Sơn. Tích Lôi Sơn, trong Ma Vân Động, Ngưu Ma Vương cùng Vạn Tuế Hổ Vương ngồi đối diện nhau, thần sắc hai người đều có chút bất thiện. Vị thẩm đạo hữu kia là ân nhân Ngọc Hổ bộ tộc ta, ta mặc kệ người nghĩ gì, chuyện thảo phạt ma tộc này, Ngọc Hổ bộ tộc chúng ta nhất định phải tham gia. Vạn Tuế Hổ Vương lạnh mặt nói, lần này ma tộc xâm phạm, ngài còn chưa thấy rõ sao? Tam giới sụp đổ là kết cục đã định, thiên đình lúc tồn tại còn không đủ khả năng ngăn cản, bây giờ còn sót lại chút lực lượng mà muốn lật bàn. Không khỏi quá mức ngây thơ, Ngưu Ma Vương nhíu mày nói, ngây thơ, trong loạn thế này bò bò giữ mình mới là ngây thơ, đợi đến lúc tam giới quy về tay ma tộc, ngươi cho rằng ngươi thật không bị đếm xỉa đến. Vạn Tuế Hồ Vương mỉa mai cười nói, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, nếu hắn có thể mang con ta, vậy ta có thể cân nhắc gia nhập đội ngũ thảo phạt. Ngưu Ma Vương không muốn tranh luận với nhạc phụ, đành phải lui một bước nói. Hồng Hải Nhi kia từ lúc giáng thế đến nay gây ra không biết bao nhiêu tai họa. Không muốn theo Quan Âm Bồ Tát lịch luyện, lại vẫn ngu xuẩn mất khôn như thế, vậy mà làm bạn với ma tộc, quả thực là tự cam đọa lạc. Thẩm đạo hữu lần này tiến đến, còn không biết đối mặt hung hiểm thế nào, nếu có gì không hay xảy ra, Ngọc Hồ bộ tộc chúng ta thật sự là thẹn với ân nhân. Vạn Tuế Hồ Vương nhíu chặt lông mày nói, báo, đại vương, thẩm đạo hữu mang theo tiểu đại vương trở về. Vạn Tuế Hồ Vương còn chưa dứt lời, bên ngoài động truyền đến tiếng yêu binh cấp báo. Sắc mặt Vạn Tuế Hồ Vương cùng Ngưu Ma Vương đều biến đổi, đồng thời đứng lên, vội vàng đi ra ngoài. Hai người mới ra động thất, đi vào trong đại sảnh Ma Vân Động, liền thấy một tay Thẩm Lạc nắm một đầu hoàng kim thằng, phía sau dắt theo một hài đồng bị hoàng kim thằng trói buộc. Hồng Hải Nhi, Ngưu Ma Vương thấy thế, lập tức kêu một tiếng, tiến lên đón. Phụ Vương, Hồng Hải Nhi cắn môi một cái, thấp giọng kêu lên. Thẩm Lạc thấy thế, đưa tay kéo một cái, liền thu hoàng kim thằng lại. Hải Nhi tốt, ngươi chịu khổ rồi. Ngưu Ma Vương ngồi xổm xuống, hai tay vịn bả vai Hồng Hải Nhi, trong mắt tràn đầy thương yêu. Họ Thẩm, ngươi không nên mang ta trở về. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi đột nhiên cắn răng nói. Nó vừa dứt lời, giữa ngực bụng có một đoàn hồng quang đột ngột thăng lên. Không tốt. Vạn Tuế Hồ Vương thấy thế, bắt đầu thất tinh kiếm treo bên hông trong nháy mắt xuất khiếu hơn tấc. Phía trước mấy người Thẩm Lạc lập tức hiện ra một bức tường cao hàn băng, cách trở Hồng Hải Nhi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hỏa diễm xích hồng từ trong miệng mũi nó đột nhiên thoát ra, hóa thành một. Ngọn lửa bắn tới, trong nháy mắt đốt xuyên tường hàn băng ra một lỗ thủng cực đại, bên trong bốc lên hơi trắng, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Vạn Tuế Hồ Vương đã sớm che chở Tiểu Ngọc tránh né ra, Thẩm Lạc cũng lui lại mấy trượng. Trong tay lóe lên kim quang, hoàng kim thằng nổi lên, muốn đánh tới Hồng Hải Nhi. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng oanh minh truyền đến, Ngưu Ma Vương đột nhiên xuất thủ, một quyền đập vào trên lưng Hồng Hải Nhi, đánh nó ngã ầm ầm trên mặt đất, thân thể phản chấn bắn lên lại rơi xuống. Trong miệng mũi Hồng Hải Nhi dâng trào ra hỏa diễm, cũng im bặt dừng lại. Nghiệt chướng, ngươi muốn làm gì? Ngưu Ma Vương quăng Nhi tử trên đất. Nổi giận nói, Phụ Vương, dùng Định Hải Châu. Khóe miệng Hồng Hải Nhi rướm máu, gian nan nói. Ngưu Ma Vương hơi sững sờ, nhưng không do dự, tay vung lên, trong lòng bàn tay sáng lên một vòng lam quang. Chỉ thấy một viên Minh Châu Thủy Lam lớn chừng quả đấm từ trong lòng bàn tay gã bay ra. Bay đến trên đỉnh đầu Hồng Hải Nhi, phóng xuất ra một mảnh thủy quang màu lam, bao phủ toàn bộ thân thể nó vào trong đó. Thẩm Lạc nhíu mày, lúc này mới chú ý tới, trên Minh Châu màu lam kia phóng thích ra lực lượng bàng bạc như biển, ở trong mang theo lực cấm chế, hiển nhiên là một kiện pháp bảo giam cầm cường đại. Hồng Hải Nhi này vì sao đột nhiên nổi điên, vì sao muốn Ngưu Ma Vương dùng Định Hải Châu chế trụ chính mình, tất cả mọi người đều trăm mối vẫn không có lời giải, kinh ngạc không thôi. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 767, có thể thử một lần.
Hồng Hải Nhi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ngưu Ma Vương nhíu mày hỏi. Hồng Hải Nhi ở trong lam quang bao phủ, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười khổ, từ từ vén vạt áo trước người mình lên. Lúc này đám người mới nhìn thấy, ngay vị trí chếch trên bụng nó, trong da thịt khảm vào một hạt châu màu đen lớn chừng trái nhãn. Phía trên ẩn ẩn có hắc khí xoay quanh, bốn phía tỏa ra từng đường vân mạch máu màu đen, xâm nhập vào trong máu thịt. Đây là cái gì? Thần sắc Ngưu Ma Vương đột biến, mở miệng hỏi. Thấm ma châu là thủ đoạn của những yêu ma kia, trong đó ẩn chứa ma khí Sivu, sẽ ngày càng nhuộm dần thân thể của ta, thẳng đến khi ta triệt để ma hóa. Hồng Hải Nhi nói, ngươi vì lý do này mới gia nhập ma tộc. Thẩm Lạc hỏi, nếu không ngươi cho rằng ta nguyện ý thông đồng làm bậy với bọn hắn? Bồ Tát dạy bảo ta nhiều năm như vậy, ta chẳng lẽ không nghe được nửa điểm? Lúc Phổ Đà Sơn bị hủy diệt, ta đã từng ra sức chiến đấu, làm sao? Hồng Hải Nhi thở dài, chậm rãi nói, đứa nhỏ ngốc, sao ngươi không tìm đến Phụ Vương, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngưu Ma Vương nói, đã quá muộn, thấm ma châu này đã dung hợp cùng huyết nhục ta, nhổ ra không được. Trong khi nói chuyện, Hồng Hải Nhi triệt để cởi bỏ áo, xoay lưng lại cho đám người nhìn. Thấy, cái gì? Hai mắt Ngưu Ma Vương trợn trừng, tức giận không thôi. Chỉ thấy trên lưng Hồng Hải Nhi, từng sợi kinh mạch màu đen như nhánh cây cổ thụ lan tràn ra toàn bộ lưng nó, tình huống so với trước người còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mặt khác, trên thấm ma châu này còn có một đạo cấm chế, một khi ta rời toàn đầu Hào Sơn hơn 7 ngày, cấm chế này sẽ phát tác, khiến thấm ma châu nổ tung, còn làm nổ đan điền của ta. Đến lúc đó ta muội chân hỏa trong cơ thể ta sẽ mất khống chế tràn ra, toàn bộ tích lôi sơn sẽ bị ngọn lửa nuốt hết. Hồng Hải Nhi tiếp tục nói, thần sắc ảm đạm. Tới giờ khắc này, mọi người mới hiểu rõ, Hồng Hải Nhi trước mắt đã không còn là hỗn thế ma vương năm đó. Thẩm Lạc đi ra phía trước, hai mắt ngưng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm thấm ma châu trên ngực bụng Hồng Hải Nhi. Quả nhiên ở trên đó thấy được một chuỗi văn tự phù văn nhỏ bé đến cực điểm, chỉ là không giống với chữ triện phổ biến trên phù văn, hắn cũng không nhận ra nửa điểm. Vạn Tuế Hồ Vương cũng đi lên phía trước, đánh giá hồi lâu, thần sắc trên mặt trở nên thập phần ngưng trọng. Đây không phải phù văn cấm chế bình thường, chính là dùng ma văn viết, phương pháp giải cấm bình thường chỉ sợ vô dụng. Lão trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Ngưu Ma Vương nghe xong, cúi đầu đứng tại chỗ, trầm ngâm không nói, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi, Hải Nhi, ngươi có cam nguyện rơi vào ma tộc không? Nghe Ngưu Ma Vương hỏi lời này, tâm thần Thẩm Lạc lập tức căng thẳng lên, Vạn Tuế Hổ Vương bên cạnh cũng thần sắc đột biến. Hai người đều lo lắng, sợ Ngưu Ma Vương vì Hồng Hải Nhi rơi vào ma tộc mà gia nhập trận doanh ma tộc. Phụ Vương, Hải Nhi sao lại cam nguyện gia nhập ma tộc? Chẳng qua là bất đắc dĩ bị ép mà thôi. Sở dĩ sống tạm đến tận đây, bất quá là còn có chút không cam lòng mà thôi. Hồng Hải Nhi cười khổ nói. Nếu vậy, Phụ Vương còn có một biện pháp, có lẽ không giữ nổi tính mạng của ngươi, nhưng ít ra có thể bảo trụ thần hồn của ngươi. Ngưu Ma Vương nói. Phụ Vương nói thật. Hồng Hải Nhi lập tức hỏi. Ngưu Ma Vương không nói gì, trùng điệp chỉ đầu nói. Nếu có biện pháp này, Hải Nhi không sợ nhục thân bị hủy, cũng không muốn ngày ngày bị dày vò thế này. Hồng Hải Nhi lập tức nói. Ngưu Ma Vương nghe vậy, nhẹ gật đầu, tay vung lên, trước người lấp lóe kim quang, một cuốn sách màu vàng lơ lửng trước người gã. Thiên sách, ánh mắt Thẩm Lạc rơi vào trên cuốn sách màu vàng, cảm nhận được khí tức phát ra trên đó, tâm thần không khỏi chấn động. Phần thứ 5 thiên sách tàn quyển này, vậy mà ở trong tay Ngưu Ma Vương, hẳn gã cũng là người thiên đạo chọn chúng. Đây là vật gì? Phía trên tản ra khí tức cường đại như vậy. Vạn Tuế Hồ Vương sợ hãi than. Thiên sách, Phụ Vương, thiên sách này sao lại trong tay ngài? Hồng Hải Nhi thấy thế cũng kinh ngạc không thôi. Thiên sách có thể thu nạp một phần thần hồn thiên tiên. Vạn Tuế Hồ Vương cả kinh nói. Không cần kinh ngạc, đây bất quá là một bộ thiên sách tàn quyển mà thôi. Chỉ cần vi phụ thu nhận sử dụng thần hồn ngươi vào trong thiên sách này, dù thân người chết,
nhưng cũng có thể dựa vào thiên sách này phục sinh thần hồn ngươi. Ngưu Ma Vương nói, trong thiên sách thu nhận sử dụng đều là tàn hồn. Ngưu Ma Vương tiền bối chẳng lẽ muốn thu toàn bộ thần hồn Hồng Hải Nhi vào trong đó? Thẩm Lạc đoán được ý đồ của gã, hỏi, không sai. Như vậy thần hồn của nó mới có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Ngưu Ma Vương gật đầu nói, đây cũng là một biện pháp. Vạn Tuế Hổ Vương vui mừng, vỗ tay nói, mọi người ở đây coi là đã tìm được đường ra. Bỗng Hồng Hải Nhi lại tạt một chậu nước lạnh, phụ vương, phương pháp này vô dụng. Đám người nghe vậy đều sững sờ, sao lại vô dụng? Ngưu Ma Vương cau mày hỏi, hẳn là người đã lưu lại tàn hồn ấn ký trong thiên sách rồi. Thẩm Lạc lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Không sai, năm đó lúc ta theo Quan Âm Bồ Tát đã lưu ấn ký thần hồn ở trong thiên sách, nên giờ không thể nào thu nhận sử dụng thêm lần nữa. Hồng Hải Nhi gật đầu nói. Ngưu Ma Vương nghe lời ấy, trong mắt vốn dâng lên ngọn lửa hy vọng, lập tức lại chôn vùi xuống, mặt xám như tro. Mặc dù Hồng Hải Nhi đã lưu lại thần hồn ấn ký, nhưng đây chẳng qua là một sợi tàn hồn. Cho dù gã có thể tìm tới thiên sách tàn quyển có ghi chép tàn hồn nhi tử, có thể triệu hoán ra bất quá là linh thức, không phải tàn hồn hoàn chỉnh. Nếu vậy, thà rằng gã không cần. Cởi chuông phải do người buộc chuông, là ai gieo cấm chế vào ngươi? Vi phụ đi tìm hắn. Hai mắt Ngưu Ma Vương phiếm hồng, mở miệng hỏi. Tìm hắn cũng vô dụng, Hải Nhi chỉ có 7 ngày, không chờ nổi phụ vương trở về. Huống hồ trong thấm ma châu này ẩn chứa ma khí si viu, người gieo cấm cũng chưa chắc có thể giải được. Hồng Hải Nhi thở dài. Nếu vậy, ngươi hay là về toàn đầu Hào Sơn đi. Ngưu Ma Vương nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, tay vung lên, muốn rút lui Định Hải Châu, thả Hồng Hải Nhi rời đi. Tiền bối chậm đã. Lúc này, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh đưa ra, đè lên cánh tay Ngưu Ma Vương. Ngươi muốn ngăn ta? Ngưu Ma Vương quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc, ánh mắt băng lãnh dị thường. Ta có một biện pháp, có lẽ có thể thực hiện được. Không biết tiền bối có muốn nghe thử? Thần sắc Thẩm Lạc như thường, mở miệng nói, chuyện này là thật. Ngưu Ma Vương nghe vậy, nửa tin nửa ngờ hỏi. Tự nhiên là thật, bất quá thành công chỉ có 5 phần, xử trí như thế nào còn cần chính ngươi quyết định. Thẩm Lạc gật đầu nói. Nghe lời ấy, Ngưu Ma Vương chau mày, lâm vào trầm tư. Phụ vương, Hải Nhi nguyện mạo hiểm thử một lần. Lúc này, thanh âm Hồng Hải Nhi đột nhiên vang lên. Khả năng thành công chỉ có một nửa, Ngưu Ma Vương chần chừ nói. Nếu như không thử, Hải Nhi cho dù có thể sống tạm, nhiều nhất thời gian 1 năm, cũng bị ma khí triệt để xâm nhiễm, biến thành ma tộc. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị người khác khống chế, thay đổi đầu thương đánh về Tích Lôi Sơn. Ngài muốn thấy cảnh này sao? Hồng Hải Nhi khuyên. Người có phương pháp gì, nói nghe một chút. Ngưu Ma Vương nhìn về phía Thẩm Lạc, gian nan mở miệng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 768, vật chứa thế kiếp. Phương pháp thế kiếp, Thẩm Lạc nói. Phương pháp thế kiếp, Vạn Tuế Hổ Vương nghi ngờ hỏi. Là dùng bàng môn thuật để cản kiếp, làm sơ hóa dụng, là có thể chuyển rời thấm ma châu và cấm chế trên người Hồng Hải Nhi đến trên thân một người khác. Thẩm Lạc nói, phương pháp kia không phải học từ nơi khác, mà là từ sở học của Lâm Đạt Đàn chủ Thánh Liên Pháp Đàn. Ngày đó lúc Thẩm Lạc nhìn thấy, đã ghi nhớ lại pháp trận, chỉ là trong hiện thực, tư chất của hắn có hạn, mặc dù có thể miễn cưỡng nhớ được pháp trận, nhưng khó mà lĩnh ngộ diệu dụng trong đó. Bây giờ ở trong mộng, hắn mới nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, thậm chí còn có thể hoàn thiện thêm mấy phần. Bất quá, dùng để di chuyển cấm chế cùng thấm ma châu, thực tế hắn chỉ nắm chắc 3 phần. Ngươi kể tỉ mỉ phương pháp này, ta nghe xong sẽ quyết định. Thần sắc Ngưu Ma Vương ngưng trọng nói. Muốn pháp này, trước tiên cần phải có một vật chứa, chỉ cần là người có tu vi pháp lực không sai biệt nhiều với hắn, hoặc là thoáng cao hơn chút. Sau đó,
Thẩm Lạc cẩn thận giải thích từng chút một. Pháp này, có lẽ làm được. Nghe đến cuối cùng, Ngưu Ma Vương trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng. Mặt khác thì dễ nói, nhưng người có tu vi cảnh giới tương đương Hồng Hải Nhi, vậy đi chỗ nào tìm? Dù sao một khi trở thành vật chứa, hậu quả cũng chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Vạn Tuế Hồ Vương hỏi, việc này để ta giải quyết, các ngươi không cần lo lắng. Thẩm đạo hữu, không biết khi nào ngươi bố trí trận xong, thi pháp thế kiếp giúp con ta. Ngưu Ma Vương suy nghĩ một phen, hỏi. Pháp trận thế kiếp này chính là ta hóa dụng, không thể trực tiếp làm, chỉ cần điều chỉnh và cải biến một chút. Ngoài ra cần chuẩn bị một ít vật liệu đặc thù, 3 ngày hẳn sẽ xong. Thẩm Lạc nhíu mày trầm ngâm một lát, nói. Tốt, ta rời Tích Lôi Sơn một chuyến, 3 ngày sau nhất định đúng giờ trở về. Ngưu Ma Vương nói. Phụ vương, Hồng Hải Nhi có chút lo lắng nói. Người sẽ không có chuyện gì, ở đây an tâm chờ đợi là được. Nói xong, Ngưu Ma Vương sải bước rời Ma Vân Động. Hồ Vương tiền bối, làm phiền ngài an bài một chỗ tĩnh thất cho ta. Thẩm Lạc đề nghị. Không vấn đề. Tiểu Ngọc, mang Thẩm đạo hữu đến phòng bế quan của ta. Vạn Tuế Hồ Vương nói, đưa ra một khối lệnh bài bạch ngọc. Vâng, Tiểu Ngọc tiếp lấy, lên tiếng nói. Nói xong, nàng dẫn Thẩm Lạc đi vào chỗ sâu Ma Vân Động. Trong đêm, Thẩm Lạc ngồi xếp bằng trong thạch thất, trên vách tường bốn phía lóe lên một vòng quang mang, chiếu trọn gian thạch thất thành một mảnh tuyết trắng. Chính giữa thạch thất đặt một sa bàn rộng 3 thước vuông, bên trong đựng đầy cát sỏi mịn trắng như muối. Giờ phút này, theo ngón tay hắn vũ động, trên sa bàn ngưng tụ ra từng tòa đại cát cao hơn 1 tấc. Pháp trận Lâm Đạt Tính mượn công đức đông đảo cao tăng để triệt tiêu thiên đạo trừng trị gã, đối với Hồng Hải Nhi thì không cần như vậy. Chỉ là cần chí ít 6 tu sĩ chân tiên trung hậu kỳ đến khống chế pháp trận, phụ trợ di chuyển thấm ma châu cùng cấm chế trên đó. Thẩm Lạc nhìn sa bàn trước người, tự nhủ. Trong khi nói chuyện, cổ tay hắn chuyển động, từng tòa cát đài trong sa bàn ở phía ngoài sụp đổ, cuối cùng chỉ để lại 7 tòa, 1 tòa ở trung tâm, 6 tòa bao quanh. Bất quá, nếu Ngưu Ma Vương có tu vi thái ất cảnh, cho dù ít hơn 1 tu sĩ chân tiên phụ trợ cũng bó tay, quá nhiều người ngược lại dễ xảy ra sơ suất. Thẩm Lạc tiếp tục lẩm bẩm, hắn phất tay một cái, cát đài đứng lặng trên sa bàn lập tức lại ít đi 2 tòa. Chỉ còn lại có 4 tòa chia ra đóng giữ đông nam tây bắc, mà tòa chính giữa thì treo trên bầu trời, lơ lửng ở trung tâm. Trận này còn cần kết hợp âm dương điên đảo pháp trận, cần có 2 kiện pháp bảo thuộc tính tương hợp làm vật áp trận. Trấn Hải Tấn Thiết Côn có thể làm 1, Định Hải Châu Tựa Hồ cũng có thể làm cái thứ 2, còn lại cũng chỉ là hoàn thiện trận đồ. Thẩm Lạc nói xong, giơ ngón tay lên bắt đầu vẽ phác thảo trên hư không, trên sa bàn bắt đầu hiện ra từng đường vân phù trận nhàn nhạt. Thời gian nhoáng một cái, đã 3 ngày sau. Trong một mảnh sơn cốc địa thế tương đối bằng phẳng ở Tích Lôi Sơn, mảng lớn cây rừng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong sơn cốc xây dựng lên 1 tòa tế đàn 4 cạnh phương viên hơn 10 trượng. Sáng sớm, trong sơn cốc tia sáng mặt trời đầu tiên dâng lên, quanh tế đàn đã đứng đầy người. Thẩm Lạc đưa lưng về phía đám người, tay nắm lục trần tiên, đang tập trung tinh thần khắc phủ văn trên một cây cột đá chính giữa tế đàn. Thái dương hắn thấm mồ hôi tinh mịn, trong mắt cũng tràn đầy tơ máu. Hắn bắt đầu từ đêm hôm qua, ngay ở chỗ này khắc họa phủ văn, dù trước đó đã vẽ trên sa bàn không dưới 100 lần. Nhưng để bảo đảm không có nửa điểm sơ suất, hắn vẫn tận lực đè ép tốc độ, tuyên khắc từng chút một. Chờ đến 1 đường cong phù văn cuối cùng khép lại, hắn mới thu lục trần tiên, chậm rãi đứng thẳng lên, thở dài một hơi. Thế nào? Ngưu Ma Vương đã chờ từ lâu, lập tức dẫn Hồng Hải Nhi đi lên phía trước dò hỏi. Xong rồi, trong mắt Thẩm Lạc mang theo tơ máu, nhẹ gật đầu. Thẩm đạo hữu, làm phiền. Thần sắc Ngưu Ma Vương ngưng trọng, ôm quyền nói. Không sao. Hiện tại có thể mang Hồng Hải Nhi đến đây, ngoại trừ người ta, còn cần 2 vị chân tiên hậu kỳ phụ trợ. Thẩm Lạc khoát tay áo, mở miệng nói. Ta làm cùng với các ngươi. Vạn Tuế Hồ Vương ứng tiếng nói. Còn thiếu 1 người. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, nói. Nhất định phải. Tu sĩ chân tiên hậu kỳ à?
không biết quỷ tu được không? Ngưu Ma Vương do dự hỏi. Chỉ cần cảnh giới đáp ứng là được. Thẩm Lạc đáp, được. Ngưu Ma Vương nghe vậy, đưa tay xoa lên một khối bảo ngọc màu tím khảm trên đai lưng gã. Một đạo sương mù màu tím từ trên tử ngọc từ từ bay ra, rất nhanh ngưng tụ trong hư không thành hình, hóa thành một thanh niên nam tử mặc áo đen đầu đội mũ rộng vành. Chủ nhân, thanh niên nam tử xuất hiện, lập tức ôm quyền nói với Ngưu Ma Vương. Thanh Mãng, một hồi theo ta bảy trận, nghe theo vị thẩm đạo hữu này chỉ huy làm việc. Ngưu Ma Vương dặn dò. Vâng. Thanh niên nam tử nghe vậy, lên tiếng, lập tức ôm quyền thi lễ về phía Ngưu Ma Vương cùng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đáp lễ lại, trong lòng âm thầm tán thưởng, tu sĩ Thái Ất quả nhiên bất phàm, ngay cả người hầu quỷ tu dưới trướng cũng là chân tiên hậu kỳ. Nếu người đã đông đủ, vậy có thể bắt đầu rồi, không biết vật thế kiếp kia đâu? Thẩm Lạc hỏi. Ngưu Ma Vương nghe vậy, đưa tay lấy từ trong tay áo ra một cái túi to bằng bàn tay, mở ra miệng túi chúi xuống mặt đất, nhẹ giọng ngâm tụng vài câu. Miệng túi liền có một đạo thanh quang phun ra ngoài, một bóng người từ đó rơi xuống. Thẩm Lạc định thần nhìn lại, phát hiện đó là một nam tử trung niên mặc đạo bào xám trắng, bất quá vóc người gã nhìn không khác người thường. Bộ dáng lại cổ quái, có một cái mũi màu đen hếch lên trời cùng hai cái lỗ tai mọc ở đỉnh đầu chúi xuống, rõ ràng là một yêu tộc. Bên ngoài quanh người gã quấn lấy một vòng vải màu vàng, phía trên viết lít nha lít nhít phù văn. Khóa kín tứ chi gã, thậm chí còn ngăn chặn miệng của gã, khiến cho gã nghẹn ngào, nhưng nói không ra một câu nào. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 769, Nhổ Ma Châu. Đây là... Ánh mắt Thẩm Lạc rời từ trên thân quyền yêu về phía Ngưu Ma Vương, kinh ngạc hỏi. Lúc trước ma tộc tiến đánh Thúy Vân Sơn, tên này ỷ vào tu vi chân tiên hậu kỳ, ở bên ngoài luân phiên khiêu chiến, thực sự ồn ào đến không chịu được, ta liền bắt sống hắn một mực nhốt trong động phủ. Ngưu Ma Vương nói, tu vi của hắn ngược lại vừa vặn, đủ để thế kiếp. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào trận thôi. Ta lại truyền cho các ngươi chú ngữ thôi động pháp trận là có thể bắt đầu thế kiếp rồi. Thẩm Lạc nói, mọi người đều đáp ứng. Thẩm Lạc đi đến chính giữa pháp trận, nhấc chân dẫm một cái, toàn bộ tế đàn chấn động theo. Chỗ cột đá trung tâm bị nguồn lực lượng này phản chấn, tự dâng lên vài tấc, mũi chân Thẩm Lạc chui vào bên dưới nó nhẹ nhàng hất một cái, liền đẩy bệ đá lên cao 3 thước vào giữa không trung. Hắn lật tay lấy ra chấn hải tấn thiết côn đâm xuống đất giữ cân bằng, vừa vặn chống bệ đá rơi xuống đất. Sau đó, hắn bắt khuyển yêu giả dạng đạo sĩ kia tới, đặt nó dựa lưng vào tấn thiết côn, ném vào dưới cột đá. Đáng! Thương khuyển yêu không thể động đậy, trong miệng không thể nói, chỉ có thể đầy mắt khẩn cầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm nghẹn ngào. Ngưu Ma Vương làm như không thấy, tay vung lên. Đỉnh đầu Hồng Hải Nhi được Định Hải Châu bao phủ quang mang được thả ra, được đưa lên cột đá phía trên tấn thiết côn. 4 người Thẩm Lạc cũng phi thân lên, tự mình rơi vào trên một trụ đá, khoanh chân ngồi xuống. Đợi ta rót pháp lực vào tấn thiết côn xong, Ngưu Ma Vương tiền bối có thể đồng thời rót pháp lực vào Định Hải Châu, không cần quá nhiều, ngang vãn bối là được, sau đó chư vị có thể ngâm tụng pháp chú. Thẩm Lạc ngồi xuống, mở miệng nói. 3 người còn lại đều gật đầu ra hiệu, biểu thị mình đã rõ. Thẩm Lạc thông qua truyền âm, truyền nội dung pháp chú cho mấy người, bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Đánh vào phía trên chấn hải tấn thiết côn một đạo pháp lực, khiến cho trên thân côn bắt đầu tản mát ra hào quang màu vàng. Ngưu Ma Vương thấy thế, cũng lập tức khống chế pháp lực rót vào Định Hải Châu, làm cho nó tản mát ra ánh sáng màu lam hoa mỹ. Quang mang sáng lên. 4 người Thẩm Lạc cũng bắt đầu ngâm tụng pháp chú. Theo từng tiếng pháp chú vang lên, pháp lực trên thân 4 người cũng bắt đầu rót vào trên cột đá dưới thân. Phù văn trên cột đá như bị pháp lực nhóm lửa, nhào nhào sáng lên quang mang màu đỏ như máu. Ngay sau đó, phù văn tuyên khắc trên tế đàn dưới mặt đất cũng phát sáng lên, quang mang màu đỏ như máu từ mặt đất xuyên suốt ra,
như từng luồng hỏa diễm bốc cháy lên. Mà khối đá bị Trấn Hải Tấn Thiết Côn chống lên cũng bắt đầu sáng lên hồng quang. Hồng Hải Nhi ở trần ngồi xếp bằng trên cột đá, thần tình trên mặt hơi cứng ngắc, hiển nhiên có chút khẩn trương. Cổ họng nó khẽ nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái, cúi đầu nhìn thấm ma châu chỗ ngực bụng mình. Cho đến giờ phút này, trên thấm ma châu cũng không xuất hiện dị dạng gì, chỉ là phù văn cấm chế tuyên khắc trên đó, tựa hồ đã nhận ra pháp trận ảnh hưởng, bắt đầu chớp sáng tối. Thẩm Lạc thấy thế, gật đầu về phía mấy người. Mấy người đạt được chỉ lệnh, động tác đều nhịp, đồng thời tay dựng thẳng lên một trường, đẩy tới Hồng Hải Nhi chính giữa. Trong lòng bàn tay mỗi người đều có một đạo pháp lực ngưng tụ ra, đánh vào trên người Hồng Hải Nhi. À, Hồng Hải Nhi rên lên một tiếng, lông mày lập tức nhíu chặt. Thấm ma châu khảm nạm trước ngực nó rốt cuộc nhận ra nguy hiểm, cấm chế phù văn mặt ngoài lập tức sáng lên quang mang, mắt thấy sẽ khiến toàn bộ thấm ma châu nổ bể ra. Đúng lúc này, Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía cột đá cùng trên mặt đất sáng lên hồng quang, bắt đầu giống như thủy triều tụ tới cột đá chính giữa. Vờn quanh thành một dòng xoáy xoắn ốc, vây Hồng Hải Nhi, cột đá cùng khuyển yêu ở trung tâm. Một cỗ lực lượng kỳ lạ từ trong đó thẩm thấu ra, tràn vào thể nội Hồng Hải Nhi, ánh sáng ấn ký cấm chế trên thấm ma châu kia. Cũng ảm đạm xuống, phảng phất chìm vào trong giấc ngủ. Ngưu Ma Vương thấy thế, lòng căng thẳng mới thoáng buông lỏng mấy phần. Đừng thư giãn, tạm thời chế trụ cấm chế, bắt đầu thử tách rời thấm ma châu. Thẩm Lạc nhắc nhở, đám người nghe vậy, lại khẩn trương lên. Lúc này, Thẩm Lạc truyền âm cho Hồng Hải Nhi, nói, trước mắt là bước mấu chốt nhất, một khi thành công tách rời ra, đương nhiên không cần phải nói. Nhưng nếu thất bại, ngươi chỉ cần toàn lực ngăn chặn thấm ma châu một lát, ta sẽ dùng độn thuật mang ngươi rời xa Tích Lôi Sơn. Hồng Hải Nhi nghe xong, trong mắt khó nén thần sắc khẩn trương, gật đầu nhẹ với Thẩm Lạc. Thần sắc Thẩm Lạc ngưng lại, hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đột nhiên đưa trường nắm vào trong hư không một cái. Vòng xoáy hồng quang bao phủ ngoài thân Hồng Hải Nhi hạ vào trong một dòng xoáy, một hư quang ngưng tụ thành bàn tay trống rỗng hiển hiện, chui vào trong vòng xoáy, bắt lấy khảm ma châu khảm nạm ở trên người nó. Thẩm Lạc quát khẽ một tiếng, bàn tay của hắn bỗng nhiên phát lực, đột nhiên kéo ra một cái. À, Hồng Hải Nhi lập tức phát ra một tiếng la như tê tâm liệt phế. Ngàn vạn phải nhịn, bảo vệ chặt thần thức. Thẩm Lạc quát lớn một tiếng, lực đạo trên tay tăng thêm. Dưới hắn lôi kéo, da thịt chỗ ngực bụng Hồng Hải Nhi bị lôi kéo nhô ra. Viên thấm ma châu kia cũng bắt đầu tách rời một chút xíu với huyết nhục nó. Nhưng mà, loại tình huống này không kéo dài bao lâu. Thấm ma châu một mực tương đối bình ổn lại giống như đột nhiên bị kích phát. Phía trên bỗng nhiên sáng lên một tầng quang mang đen kịt, từng tia từng sợi hắc khí nồng đậm bắt đầu tản mạn ra ngoài. Cũng may bốn bể có vòng xoáy hồng quang ước thúc, nó cũng không chân chính khuếch tán ra, mà ngưng tụ ngoài thân Hồng Hải Nhi, kéo dài không tiêu tan. Cùng lúc đó, kinh mạch màu đen trên thân Hồng Hải Nhi như bộ rễ đại thụ lan tràn ra, bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá lại không phải bị nhổ tận gốc. Ngược lại càng thêm hung mãnh nhanh chóng lan tràn sang nơi khác, tựa hồ bộ rễ muốn cuốn lại thấm ma châu kéo vào sâu thêm. Thấm ma châu vừa bị Thẩm Lạc rút ra, lần nữa co rụt vào, lại có non nửa rút vào dưới da thịt. Đây là có chuyện gì? Tâm thần Ngưu Ma Vương căng cứng, vội vàng hỏi. Thấm ma châu phát hiện chúng ta muốn rút ra, đang nỗ lực phản kháng. Con đường nó phát tán ra ngoài đã bị pháp trận phong tỏa, nên chỉ có thể thử triệt để chiếm cứ thân thể Hồng Hải Nhi. Thẩm Lạc giải thích, vậy phải làm thế nào? Ngưu Ma Vương lo lắng hỏi. Không cần quản, trước mắt là lúc rằng co phân cao thấp mà thôi. Một hồi nghe ta hiệu lệnh, nhất cổ tác khí rút ra, phong ấn lên người khuyển yêu kia là xong. Thẩm Lạc nói. Nói xong, hai tay của hắn lần nữa biến đổi pháp quyết. Công pháp Hoàng Đình Kinh vận chuyển lên, hai tay cùng lúc kéo ra ngoài một cái. Một cỗ đại lực từ trên thân hắn bắn ra, thấm ma châu kia đúng là trực tiếp bị kéo rời thân thể Hồng Hải Nhi, phía. Sau nó kéo theo từng sợi tơ màu đen, như vật sống dãy giụa vặn vẹo không thôi.
Những sợi tơ này đã sớm dính liền với mạch máu thể nội Hồng Hải Nhi, giờ bị khiên động, liền như đau nhức kịch liệt đánh tới. Bị Thẩm Lạc dùng lực mạnh kéo một cái như vậy, càng thêm đau đớn như thủy triều hội tụ tới. Một trận đau đớn kịch liệt khó mà ngăn cản kéo đến, trong nháy mắt che phủ Hồng Hải Nhi, trong miệng nó phát ra một tiếng kêu thê thảm, hai mắt sung huyết đột nhiên lật một cái, mất đi ý thức. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 770, Hiểm tượng hoàn sinh. Nguy rồi, Thẩm Lạc thấy thế thở nhẹ một tiếng. Hắn vừa dứt lời, ma khí màu đen tràn ngập bốn phía bắt đầu chui theo mũi miệng Hồng Hải Nhi vào. Hai mắt nó đã nhắm lại đột nhiên mở ra, ánh mắt sung huyết thình lình trở nên một màu đen kịt, giống như nhiễm mực. Chỉ thấy khóe miệng nó bỗng nhếch lên, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ lực hút cường đại, thế mà kéo thấm ma châu trở về. Cùng lúc đó, từng luồng ma khí màu đen ngưng tụ, thuận theo bàn tay hư quang quấn quanh lên, ý đồ chạy theo vòng xoáy hồng quang ăn mòn về hướng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy thế, Hoàng Đình Kinh cực tốc vận chuyển, bên ngoài cơ thể phun ra kim quang, hiện ra hư ảnh kim long cự tượng, một cỗ lực lượng to lớn chui vào trong vòng xoáy hồng quang. Hư quang bàn tay trong vòng xoáy hồng quang trong nháy mắt bị hào quang màu vàng bao phủ, đánh cho ma khí màu đen quấn quanh lên trở nên sơ xác. Thần thức của hắn tạm thời bị ma khí quấy nhiễu, các người mau mau xuất thủ, kéo ma châu ra. Thẩm Lạc vốn sợ tổn thương tới thể phách Hồng Hải Nhi, còn muốn chậm chậm làm, trước mắt đã không lo được nhiều nữa. Ba người Ngưu Ma Vương nghe vậy, không dám chần chừ, vội thôi động pháp lực, toàn lực quán chú vào trụ đá phía dưới thân. Trong lúc nhất thời, ba cỗ lực lượng bàng bạc thuận theo pháp trận mặt đất mãnh liệt tiến đến, rót vào thể nội Thẩm Lạc, khiến cho hư ảnh kim long kim tượng phía sau hắn đồng thời ngẩng đầu cuồng hống. Đi ra cho ta, Thẩm Lạc rít lên một tiếng, ra sức kéo một cái. Thân thể Hồng Hải Nhi đột nhiên chấn động, toàn thân vẩy ra huyết hoa đỏ tươi như hoa tuyết, thấm ma châu trong một mảnh huyết quang bị nhổ ra. Trong đó kéo dài ra gần trăm đầu tinh ti màu đen như bầy rắn loạn vũ huy động không ngừng, vẫn ra sức níu thân thể nó, ý đồ lần nữa tiến vào thể nội Hồng Hải Nhi. Mà giờ khắc này, hai mắt Hồng Hải Nhi đã nhắm nghiền, lần nữa lâm vào hôn mê. Thấm ma châu một khi ly thể sẽ lập tức tìm kiếm ký chủ, ta phải ngay lập tức đưa nó vào trong cơ thể Huyền Yêu. Nếu không ma châu một khi vỡ tan, ma khí tràn ra ngoài sẽ không dễ thu thập. Thẩm Lạc thấy thế, mở miệng quát. Ba người còn lại nghe vậy, lập tức dựa theo Thẩm Lạc dặn dò lúc trước, bắt đầu ngâm tụng pháp chú, tay kết pháp quyết, đồng thời đánh ra một đạo pháp lực về phía cột đá chính giữa. Trên cây trụ đá kia sáng lên quang mang, vòng xoáy hồng quang bao phủ bốn phía lập tức thu hẹp lại, hóa thành như cái phễu. Vết máu nhiễm toàn thân Hồng Hải Nhi bắt đầu nhao nhao tan rã, hóa thành một mảnh sương mù màu hồng phấn, dọc theo cái phễu tụ xuống phía dưới, nhao nhao chảy vào trên thân Huyền Yêu đang bị giam cầm phía dưới. Trên thân Huyền Yêu lóe lên hồng quang, trên thân phát ra khí tức cũng biến đổi theo, vậy mà giống Hồng Hải Nhi như đúc. Tinh tì vũ động trên thấm ma châu kia vẫn không ngừng kéo dài đến phía Hồng Hải Nhi, nhưng lúc này đã bắt đầu nhao nhao rời xuống, hướng về phía Huyền Yêu. Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng có chút vui mừng, bàn tay vung lên, cố ý dẫn dắt thấm ma châu rời xuống. Chỉ thấy tinh tuyến màu đen trên thấm ma châu giống như từng xúc tu bạch tuộc, thuận theo cột đá quấn quanh xuống, từng chút tới gần Huyền Yêu, cuối cùng tinh ti nhô ra, đính vào mi tâm Huyền Yêu. Trong chốc lát, toàn thân Huyền Yêu cứng đờ, tinh tuyến màu đen trực tiếp đâm xuyên xương sọ, xâm nhập vào trong cơ thể của nó. Thấm ma châu cũng xâm nhập ra thịt mi tâm nó, bị huyết nhục bao khỏa hơn phân nửa, đính vào trong đó. Một tầng huyết sắc lan tràn ra, thấm ma châu ở chỗ mi tâm quay tròn một chút, nhìn như ánh mắt một người. Chỉ là rất nhanh, chỗ huyết nhục kia triệt để khép kín, nuốt sống toàn bộ thấm ma châu vào trong. Ngay lúc thấm ma châu triệt để dung nhập vào huyết nhục nó, trong nháy mắt Huyền Yêu kia đột nhiên mở hai mắt ra, toàn bộ con mắt một mảnh đen kịt.
Từng mạch máu màu đen như con giun từ hai mắt nó bạo khởi ra bốn phía, một mực lan tràn đến cổ, rất nhanh chiếm cứ toàn bộ thân hình nó. Cổ khuyển yêu cứng ngắc chuyển động nửa vòng, toàn thân đột nhiên rung động đôm đốp, một thân cốt nhục tăng vọt lên, xoẹt một tiếng, căng nứt cấm chế quấn quanh ở trên thân nó ra. Quanh thân nó quấn quanh từng vòng ma khí màu đen nồng đậm, khí tức bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh đạt tới chân tiên kỳ đỉnh phong, đồng thời còn có dấu hiệu một đường bay thẳng phá cảnh. Ô ô ô, Ngưu Ma Vương, ta muốn đạp phá Thúy Vân Sơn ngươi. Khuyển yêu kêu la tràn ngập mập mờ, tựa hồ còn sót lại một chút lý trí. Tên này sao lại ma hóa nhanh đến như vậy? Vạn Tuế Hồ Vương kinh ngạc hỏi. Thể nội Hồng Hải Nhi có tam muội chân hỏa, có thể trì hoãn ma khí xâm nhiễm nhất định. Khuyển yêu này đã nhập ma, được ma khí Sivu xâm nhiễm tái tạo, tự nhiên tốc độ ma hóa cực nhanh. Thẩm Lạc nói, lúc nào động thủ? Ngưu Ma Vương nhìn Khuyển yêu, cau mày hỏi. Chờ một chút, chờ hắn hấp thu ma khí đến cực hạn, lại ra tay diệt sát hắn, mới có thể tiêu diệt những ma khí này nhiều nhất, nếu không còn sót lại rất khó xử lý. Thẩm Lạc dặn dò. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thần sắc đột nhiên biến đổi. Chỉ nghe đùng một tiếng vang vỡ vụn, chỗ mi tâm Khuyển yêu đột nhiên nổ bể ra một vết rách. Thấm ma châu vốn bị cấm chế áp chế, giờ phút này bạo phát ra. Thấm ma châu vỡ vụn, bên trong còn sót lại ma khí lập tức không trở ngại chút nào phóng thích ra toàn bộ, bị Khuyển yêu thu nạp toàn bộ. Thân thể Khuyển yêu đã phồng lớn gấp đôi, giờ lại bành trướng lên. 2 trượng, 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng. Thấy thân thể Khuyển yêu như túi khí không ngừng bành trướng lên, trong lòng Thẩm Lạc dâng lên một tia dự cảm không tốt, vội vàng hô, ngay lúc này, mau ra tay. Thanh âm của hắn vừa ra, Ngưu Ma Vương đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, bàn tay dán một tấm phù lục màu tím, lập tức biến chỉ làm đao, chém vào đầu Khuyển yêu. Chỉ thấy lá bùa kia theo tay gã vung ra, trong nháy mắt bốc cháy lên, trong hư không liền có hào quang màu tím ngưng tụ, hóa thành một đạo quang nhận màu tím to lớn, chém xuống đầu Khuyển yêu. Theo một thanh âm xùy vang lên, đầu lâu Khuyển yêu bị chém rơi trên mặt đất, chỉ còn lại một đoạn thân thể tiếp tục bành trướng lên, bỗng ầm một tiếng nổ tung ra. Trên toàn bộ Tích Lôi Sơn phảng phất nổ lên một đạo kinh lôi, ngọn núi kịch liệt lay động, một cỗ khí lãng cường đại không gì sánh được từ trong pháp trận quét ra bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua như gió lốc thổi đến, thổi cho mảng lớn sơn lâm ngã trái ngã phải, bừa bộn một mảnh. Đám người bên ngoài pháp trận thấy thế, nhao nhao thi triển thủ đoạn ngăn cản. Sau một lát, pháp trận nổ tung cơ hồ triệt để bị phá hủy, mặt đất xuất hiện một khe rãnh khổng lồ sâu mấy chục trượng. Bên trong chỉ có mấy người Thẩm Lạc đứng yên trên cột đá, còn duy trì bộ dáng cũ. Ngưu Ma Vương đứng tại trung tâm trên cột đá, dưới hông vác lấy Hồng Hải Nhi, đưa tay vung lên. Thu hồi Định Hải Châu lơ lửng giữa trời, sau lại đưa từng cỗ pháp lực bình ổn độ nhập vào thể nội nhi tử. Hồng Hải Nhi rên lên một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương, nhẹ giọng kêu lên, phụ vương, ta. Hải Nhi tốt, không sao, người đã không sao rồi. Ngưu Ma Vương vừa cười vừa nói. Mấy người Thẩm Lạc thấy thế, cũng đều nhao nhao thở dài một hơi, tự mình ngồi xuống điều tức. Ngay lúc tất cả mọi người cho là hết thảy đã kết thúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Các bạn vừa nghe xong tập 77 của bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.